chương 71 Tuẫn Đạo Người Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 71 Tuẫn Đạo Người 2022-05-29 tác giả Tình Vô Ngân chương 71 Tuẫn Đạo Người hứa mạc, căn bản cũng không có muốn để hắn sống Người trẻ tuổi, người tâm thật đen Jones nghị viên mở miệng nói Không có các ngươi lão gia hỏa tâm đen Hứa mạc đáp lại nói, hư. Jones cười lạnh, nói. Người đi sân thi đấu, mấy người bọn hắn đâu? Bọn hắn sẽ tạm thời lưu tại nơi này, đợi đến cuộc thi đấu bắt đầu, liền sẽ rời đi. Hứa mặt đáp lại nói. Ta như thế nào xác định ngươi sẽ tuân thủ hứa hẹn? Jones nghị viên. Ta rinh nghị viên nhi nữ ta không có giết. Hứa mặt trả lời. Jones nghị viên trầm mặt. Ngày đó hứa mặt bọn hắn giết không ít người, nếu như hắn muốn giết, ta nghị viên con cái tất không có khả năng mạng sống. Nhưng hứa mạc không có làm như thế, nói rõ bản thân hắn không phải người hiếu sát. Đã có thế bỏ qua ta nghị viên người nhà, hắn tuân thủ cam kết lời nói, tự nhiên cũng sẽ bỏ qua người nhà của hắn. Jones nghị viên minh bạch, hắn tự hồ đã không có lựa chọn. Không đồng ý, đêm nay hứa mạc liền sẽ đại khai sát giới. Chờ ta một chút. Jones hướng bên cạnh đi đến, đối quản gia phân phó một tiếng. Một lát sau, quản gia hướng phía bên ngoài mà đi. Hứa mặt rất nhanh phát hiện, người bên ngoài bị dọn dẹp. Gặp qua hắn người tiến vào, đều chết hết. Hắn giờ mới hiểu được, vì sao nơi này sẽ là trống rỗng. Về sau, Jones nghị viên lại an bài một chút sự tình. Hứa mặt không có ngăn cản, nhưng Jones nghị viên nói lời cũng không chạy khỏi cảm giác của hắn. Hắn tại an bài bản thân hậu sự, bảo đảm ngày mai hắn sau khi đi an toàn của nơi này. Lúc này, hứa mặt nhíu mày, sau đó trong tay một tấm kim loại bài poker trực tiếp trong bóng đêm bay ra. Phóc thử một tiếng, quản gia che lấy yết hầu, máu tươi vẩy ra tại Jones nghị viên trên mặt. Jones nghị viên sắc mặt tái nhợt, quay đầu lại nhìn chầm chầm hứa mạc. Nghị viên tiên sinh, lần tiếp theo, cũng không phải là giết quản gia rồi. Hứa mặt mở miệng nói ra. Minh Bạch. Jones nghị viên nhìn về phía hứa mặt ánh mắt nhiều hơn mấy phần kiên kỵ, hắn có thể nghe tới bản thân nói chuyện. Hắn vừa rồi tại an bài ngày mai hắn sau khi đi, như thế nào đối phó dịp thanh điệp mấy người bọn họ. Mang bọn ta đi vào đi. Hứa mặt đi hướng biệt thự, Jones nghị viên theo ở phía sau. Dịp thanh điệp mấy người vậy đuổi theo, bọn hắn tối nay sẽ một mực ở lại đây. Muốn thỉnh giáo nghị viên tiên sinh một vài vấn đề, thế giới ngầm vũ khí cùng với nhân viên thực lực cùng với ngày mai sân thi đấu bảo an hứa mặt đi vào biệt thự thời điểm hỏi hắn cần thăm dò rõ ràng một chút tình huống đối với thế giới ngầm lực lượng vũ trang hắn đại khái có một cái khái niệm nhưng không đủ cụ thể ngày mai muốn đi vào sân thi đấu lời nói hắn cần biết rõ những thứ này ngày thứ hai toàn bộ địa hạ thành bang chấn động từ sáng sớm bắt đầu chỗ thành bang trung tâm chi địa sân thi đấu cũng đã là người đông nghìn nghịt rất nhiều người tụ tập tại sân thi đấu bên ngoài. Đương nhiên, trong đó đại bộ phận đều là không có vé cửa, chỉ có thể ở bên ngoài nhìn ném bình phong. Tinh thần thi đấu vé vào cửa quá cao, bình quân ngàn nguyên đồng liên bang, chỉ có số ít người có thể gánh chịu nổi. Nhưng lập tức liền như thế, tinh thần thi đấu vé vào cửa vẫn tại đem bán cùng ngày liền cướp đoạt sạch tinh. Đây chính là sân thi đấu mỹ lực. Tinh thần thi đấu cũng là thế giới ngầm nhất là long trọng sự tình cho dù là chủ thành khu người bên ngoài đều sẽ chạy đến tham gia náo nhiệt, chứng kiến cuộc thịnh yến này. Sân thi đấu bản thân là thành ban thành lập. Tinh thần thi đấu, trong sân đấu ngoài có lấy rất nhiều thành ban hộ vệ đội cùng với đội chấp pháp người trình diện giữ gìn trật tự, phụ trách bảo an. Hôm nay thành ban các đại nhân vật cũng đều sẽ đến tham gia cuộc thịnh yến này. Bởi vậy, tuyệt đối không thể ra loạn. Lúc này, sân thi đấu đã bắt đầu thả người ra trận có vé vào cửa người lần lượt hướng trong sân đấu đi đến, không có người chỉ có thể ở bên ngoài. Thật nghĩ vào xem. Trong đám người có người tuổi trẻ nhìn chầm chầm bên trong sân đấu, nhưng hắn trên thân tổng cộng chỉ có 300 đồng liên bang, mua không nổi một tấm vé vào cửa. Tinh thần thi đấu 10 hạng đầu đều sẽ thu hoạch được kết xu đồng liên bang ban thưởng, không biết tương lai chúng ta có cơ hội hay không tham gia cuộc thi đấu. Bên cạnh có người hướng tới không chỉ là đồng liên bang tiền thưởng tinh thần thi đấu có các đại nhân vật trình diện chỉ cần được tuyển chọn có thể trở thành các đại nhân vật quan thị vệ thậm chí chọn lựa lên bên trên thế giới đây mới là tất cả mọi người tha thiết ước mơ cầm đủ nhiều đồng liên bang lên bên trên thế giới đúng vậy a à, không có người sẽ cự tuyệt dạng này dụ hoặc bất quá tham gia tinh thần thi đấu không ít bản thân liền là thành ban thành viên trọng yếu hàng năm vẫn có không ít dốc lòng người thay đổi vận mệnh rời đi thế giới nằm vô số người đều hướng tới mơ ước bọn hắn một ngày kia có thể có cơ hội như vậy sân thi đấu là nhất làm người nhiệt huyết sôi trào địa phương cũng là cải biến vận mệnh chi địa trong đám người nhất hành thanh niên hướng phía bên trong đi đến cái ngành này thanh niên khí chất bất phàm nghe tới chung quanh người tiếng nghị luận trên mặt bọn họ khắc lấy nhàn nhạt ý trào phúng cải biến vận mệnh sau kiến mưu toan cải biến vận mệnh Bất quá là si tâm vọng tưởng thôi. Vận mệnh của bọn hắn từ lúc vừa ra đời cũng đã quyết định. Không ai có thể đối kháng loại số mạng này. Ai bảo bọn hắn sinh ra ở dưới mặt đất? Lâm Địch, lần này dự định giết mấy cái. Một người trong đám người mở miệng nói ra. Lâm Địch người mặc quần áo màu đen, hai tay cắm ở trong túi quần, lộ ra rất tùy ý. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt sân thi đấu phương hướng, thấp giọng nói: không biết có thể hay không gặp được có thế đánh hy vọng không nên quá thất vọng đi những tên kia để chúng ta thủ hạ lưu tình tinh thần thi đấu người bọn hắn giữ lại có chút dùng bên cạnh một vị nữ tử mở miệng biết rồi lâm địch thanh âm có vẻ hơi lười biếng có thể tại thế giới ngầm đánh vào tinh thần thi đấu người kỳ thực thiên phú đều xem như không sai nếu như đặt ở phía trên đi bồi dưỡng có khả năng sẽ là ưu tú người Bất quá, bọn hắn sinh lầm địa phương. Sinh ra ở thế giới ngầm, bọn hắn cho dù bị bồi dưỡng, cũng sẽ không có độc lập nhân cách. Mà là, khôi lỗi. Phía trên một chút đáng ghét gia hỏa luôn luôn thích đàm nhân quyền, cậu thí đạo đức. Nếu không phải công ty bồi dưỡng cổ máy chiến tranh, những cái kia đạo đức nhân sĩ, tại chiến tranh sau thời đại, đã sớm không biết chết rồi bao nhiêu hồi. Vẫn là thế giới ngầm so sánh thống khoái một điểm muốn làm cái gì thì làm cái đó. Bất quá, bọn hắn lần này vậy mà tổn thất hai người. Cái kia mập mạp rất bạo lực, phục dụng, cường hóa loại, gian tiến hóa dịch, thuộc về A danh sách, cấp C, hắn hoàn toàn tiêu hóa hấp thu, vậy mà bạo phát ra cấp C đỉnh phong cấp lực lượng. Còn có một cái không có bắt được người chạy trốn. Hắn giết chết Evanson. Lâm địch đến nay còn không có hiểu rõ, đối phương là làm sao làm được. Thế giới ngầm, không nên xuất hiện dạng này người không biết lúc nào có thể tìm tới đối phương hắn sẽ đích thân chấm dứt hắn tùy thời thời gian dời đổi đám người lần lượt đến một chút tuyển thủ dự thi vậy lần lượt trình diện spa là một vị cuồng chiến sĩ thân hình khôi ngô toàn thân bị to lớn cơ giới thể bao vây lấy một thân trang bị rất dễ dàng bị người nhận ra chung quanh rất nhiều người đều đứng xem spa một đường đi về phía trước mang theo cảm giác áp bách mạnh mẽ đám người ào ào thối lui. Spa ngẩng đầu nhìn liếc mắt, thở sâu, tiếp tục đi về phía trước. Hôm nay, sẽ là hắn cải biến vận mệnh ngày, hắn sẽ rời đi cơn ác mộng này thế giới ngầm, kết thúc mấy chục năm ác mộng sinh hoạt. Lại có một vị dáng người cao gầy thân ảnh đi tới, tương tự bị rất nhiều người vây xem, xì xào bàn tán. Ký sinh trùng Người chung quanh nghị luận âm ỉ. Người này danh hiệu ký sinh trùng, nhưng hắn dĩ nhiên không phải ký sinh trùng tương phản thực lực của hắn rất mạnh mạnh phi thường mà lại phong cách rõ ràng nếu không sẽ không một đường dết tới tinh thần thi đấu ngẩng đầu nhìn về phía trên cầu thang ánh mắt bên trong lóe qua một vệt thần thánh chi ý vận mệnh của hắn sẽ ở sau này cải biến sao nhấc chân lên hướng phía sân thi đấu cầu thang phương hướng đi đến những năm này cố gắng cũng là vì một ngày này hắn cẩu thả nhiều năm cuối cùng nhìn đến một ngày này trừ dự thi tuyển thủ bên ngoài, các đại nhân vật vậy lần lượt đến, bất quá bọn hắn có khác thông đạo, dân chúng bình thường là không có cơ hội nhìn thấy. Lúc này, hứa mặt liền đi theo Jones nghị viên xe thông qua đặc thù thông đạo, tiến vào sân thi đấu. Đây là hắn lần thứ nhất đi đặc thù thông đạo. Hôm nay thành ban chủ thành khu, muôn người đều đổ xô ra đường. Phản phất tất cả mọi người đi ra. Nhất là sân thi đấu phiến khu vực này, vô số người đi ở trên đường phố, hướng phía sân thi đấu phương hướng mà đi. Thế giới ngầm nhân khẩu vốn là dày đặc, đứng ở đằng xa khu phố trên lầu chót hướng sân thi đấu phương hướng nhìn lại, có thể nhìn thấy cực kỳ hùng vĩ một màn. Từ phía dưới một mực kéo dài đến sân thi đấu phương hướng, toàn bộ đều là người. Lúc này, tại khác biệt khu phố mái nhà, liền xuất hiện một chút nhân ảnh thần bí. Bọn hắn đứng tại trên lầu chót, trong tay ông một đống trang giấy, sau đó hướng phía phía dưới ném xuống dưới đầy trời trang giấy trên không trung bay múa, có thể hùng vĩ. Người phía dưới ào ào ngẩng đầu nhìn về phía bay múa trang giấy, đều có chút hiếu kỳ đó là cái gì. Trang giấy nhẹ nhàng rớt xuống, rất nhiều người đều vươn tay tiếp nhận, nhìn thấy trang giấy nội dung, trái tim không khỏi kịch liệt trung rẩy. Phản phất đang một nháy mắt, cảm xúc mênh mông nội tâm, bị kéo về thực tế. Càng ngày càng nhiều người nhìn thấy trang giấy nội dung, đều trong lòng rung động, cảm giác tê cả da đầu bọn hắn muốn lãng quên nhưng hiện thực luôn luôn lần lượt nhắc nhở bọn hắn đây là ăn người thế giới bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên lầu chót ném trang giấy người chỉ thấy trong tay bọn họ đều xuất hiện một cây thương nhắm ngay đầu của mình nổ súng viên đạn xuyên qua đầu thân thể của bọn hắn hướng phía bên dưới không rơi xuống tất cả mọi người ào ào tránh đi hỗn loạn tưng bừng phanh thi thể rơi ở trên mặt đất người chung quanh nhìn về phía ngã trong vũng máu người. Bọn hắn nghĩ đến một cái từ. Tuẫn Đạo. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 72 Hai Thế Giới Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 72 Hai Thế Giới 2022 05 29 tác giả Tịnh Vô Ngân Chương 72 Hai thế giới một màn này lực trùng kích cực lớn, lại có người không sợ sinh tử, chỉ vì để dân chúng có thể nhìn thấy những này trang giấy. Mà lại là ở cái này dạng đặc thù một ngày. Thật đáng thương. Có người nhìn về phía trang giấy cánh tay khẽ run. Đều là địa hạ thành ban các loại phạm tội ghi chép, mà lại có chút trang giấy nội dung không giống. Những này tội ác, có thể nói tội lỗi chồng chất. Ngày đó bị bắt giữ người, lời hắn nói là thật đã từng thành ban hộ vệ đội đội trưởng tước. Còn có một năm trước sự kiện, gian thí nghiệm cũng là nghị viện ngầm đồng ý, phòng thí nghiệm sau lưng khống chế, cái này phòng thí nghiệm là ác ma cơ cấu à. Chợ đen đồ sát, tàn sát không phải ác ôn, mà là vạch trần gian thí nghiệm bí mật anh hùng. Nguyên thành ban hộ vệ đội đội trưởng, còn có giết nghị viên tội phạm truy nã, bọn họ là ác ôn sao? Bọn hắn không có giết bình dân, chỉ giết đại nhân vật, tương phản nghị viện không biết giết chết bao nhiêu bình dân. Chúng ta, nguyên lai căn bản là không thể đi lên sao? Không ai có thể đi lên. Nàng thật đẹp a. À. Lúc này, có người chảy nước mắt thấp giọng nói. Era, thật tốt nghe danh tự, nàng tiêm vào gian tiếng hóa dịch, bị xem như ác ma, phòng thí nghiệm muốn bắt giữ nàng. Đúng vậy a, à, thật đẹp. Có người lấy được giống nhau trang giấy, thấy được Era trải nghiệm. Ba của nàng nguyên lai là đã từng nghị trưởng thư ký, u ren nhà máy sự kiện bại lộ, lọc vào ám sát. Era mụ mụ, trở thành ta rinh nghị viên tình phụ, cũng bị bức tử rồi. Era biến thành thành bang trong miệng quái vật. Bị phòng thí nghiệm truy sát. Thật đáng thương. Ba ba của nàng làm chuyện xấu, lại báo ứng trên thân nàng. Nghĩ đến bọn hắn trước kia vậy cho rằng Era là quái vật, trong lòng không khỏi có chút ấy nấy. Mỗi một cọc sự kiện đều là cơ mật. Bây giờ bạo lộ ra, đám người vậy mà không có hoài nghi. Những này là như thế chân thực. Bọn hắn kỳ thật trong tiềm thức là biết đến, chỉ bất quá không nguyện ý thừa nhận mà thôi. Một năm trước, bọn hắn liền nên ý thức được. Bọn hắn một mực sinh tồn ở hư giả thế giới. Thế giới ngầm, căn bản không phải một cái thế giới. Chỉ là một nhà máy, từ phòng thí nghiệm trưởng khống nhà máy. Ác ma nhà máy lấy sân thi đấu làm trung tâm, khắp nơi đều là trang giấy. Bởi vì đám người tụ tập, trang giấy phi tốc truyền lại, lần lượt có người nhìn thấy, bọn hắn đều từ trong sự kích động lâm vào quần tình kích phấn cảm xúc ở trong. Trên trang giấy thậm chí có bại lộ sân thi đấu nội tình. Đó căn bản không phải một trận công bình thi đấu. Sân thi đấu người dự thi, bọn hắn có người sẽ chết. Cũng có người, bọn hắn trong tương lai, sẽ trở thành khôi lỗi, gian chiến sĩ cho dù rời đi thế giới ngầm cũng là làm khôi lỗi. Không sửa đổi được vận mệnh. Thậm chí, trang giấy bản thân vậy ghi chép một chút nguyên sân thi đấu người dự thi cùng với nguyên thành ban hộ vệ đội thành viên vận mệnh. Những cái kia tuẩn đạo người, cực khả năng chính là cùng những người này có quan hệ người. Bọn hắn không tiếc bỏ mình, cũng muốn lộ ra ánh sáng những này hắc ám. Tin tức bắt đầu hướng phía sân thi đấu phương hướng lan tràn. Phiến khu vực này càng ngày càng hỗn loạn hai loại bất đồng cảm xúc hỗn tạp cùng một chỗ, có bộc phát xu thế. Thành ban hộ vệ đội cùng với đội chấp pháp người vậy phát hiện không thích hợp, bọn hắn tiến đến cướp đoạt tờ giấy, bị người vây lại, bị điên cuồng chửi rủa. Phanh. Có một nơi địa phương, súng vang lên âm thanh truyền ra, một vị dân chúng ngã xuống trong vũng máu. Một màn này triệt để chọc giận đám người chung quanh, đều xông đi lên vây công kia thành ban hộ vệ đội thành viên súng vang lên âm thanh liên tục truyền ra, có mấy người đổ xuống, nhưng này danh thành ban hộ vệ đội thành viên cũng bị bổ nhào đè lại, bị bầy người sống sờ sờ đánh đập đến chết. Một trận gió bão đang nổi lên. Sân thi đấu, tương tự người đông nghìn nghịt. Tinh thần thi đấu sắp tổ chức, sân thi đấu trên không xuất hiện to lớn ném bình phong, giới thiệu trúng tuyển tinh thần thi đấu tuyển thủ trước huy hoàng chiến tích, cùng với chiến đấu hình tượng làm những cái kia kình bạo chiến đấu hình tượng phối hợp cháy bùng âm nhạc, toàn bộ sân thi đấu đều thiêu đốt lên nhiệt huyết, cùng bên ngoài phản phất là hai thế giới. Tất cả mọi người tìm tới vị trí của mình ngồi xuống đến, ánh mắt đều nhìn về phía ném bình phong, nghị luận âm ỉ. Đều ở đây suy đoán trận này tinh thần thi đấu cuối cùng ai có thể đoạt được quán quân. Hứa mặt đi theo Jones nghị viên tiến vào sân thi đấu, cũng đi tới chuyên môn phòng nghỉ. Ở đây, Thông qua cửa sổ sát đất có thể quan sát sân thi đấu. Tầm mắt tốt vô cùng. Bọn hắn sau khi đi vào không lâu, một vị người phục vụ đi đến Jones nghị viên bên này, chỉ hướng khán đài chỗ cao một nơi phương hướng. Jones nghị viên hướng phía bên kia nhìn lại, khán đài bắt mắt nhất vị trí, cũng là chỗ cao nhất khu vực. Nơi đó độc lập phân ra một phiến khu vực, chứa không ít người. Thành ban các đại nhân vật đều ngồi ở chỗ đó. Bao quát nghị trưởng còn có tiến sĩ nghị viên phòng thí nghiệm người cầm quyền đều ở đây còn có một số đến từ phía trên thế giới người trong bọn họ ngồi một vị mập mạp là sân thi đấu người phụ trách hứa mạc gặp qua đang cùng người bên cạnh chuyện trò vui vẻ thành ban hộ vệ đội trung đoàn trưởng cũng ở đây đứng tại phía sau bọn họ hứa mạc nhìn thấy ở mảnh này khu vực chung quanh có không ít thị vệ đứng ở đó hai bên trái phải phương hướng hắn thấy được chiến sĩ cơ giáp. Tối cao quy cách các biện pháp an ninh. Dù sao, các đại nhân vật đều đến đông đủ. Mà lại, bọn hắn không có ở phòng nghỉ quan chiến, mà là lựa chọn kháng đài, cùng dân cùng vui. Biết rồi. Jones nghị viên nhẹ gật đầu, lập tức những lời ấy nói người rời đi. Hắn nhìn hứa mặt liếc mắt, nhìn thấy hứa mặt ánh mắt phất phất tay, những người khác cũng đều đi. Chỉ có hứa mặt vẫn đang hứa mặt đóng kỹ cửa phòng. Ngươi là vì bọn hắn tới. Jones nghị viên chỉ hướng kháng đại những đại nhân vật kia. Đêm qua hứa mặt hỏi thăm thế giới ngầm nhân viên sức chiến đấu cùng với vũ khí trang bị, lại lẫn vào sân thi đấu, hắn tự nhiên đoán được hứa mặt là vì ai mà tới. Hứa mặt không có trả lời, nhìn về phía bên kia. Vừa rồi hắn ngươi nghe được, chỉ có ta có thể quá khứ, không thể mang thị vệ, nơi đó có độc lập các biện pháp an ninh. Ngươi muốn hỗn qua không có khả năng. Jones nghị viên tiếp tục nói. Có cơ giáp chiến sĩ tại, âm thầm còn có phòng hộ, từ bỏ đi, ta có thể đưa ngươi rời đi, coi như ngươi chưa có tới. Rời đi chủ thành khu, lấy ngươi thực lực, có thể thật tốt sinh hoạt. Jones nghị viên khuyên nhủ. Ngươi nghĩ sống. Hứa mặt nhìn về phía Jones nghị viên, khiến cho đối phương nhìn chầm chầm hắn. Ai muốn chết đâu? Jones nghị viên tiếp tục nói đều đã cái này dạng phối hợp ngươi, ngươi nên có thể cảm nhận được thành ý của ta. Hứa mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ những đại nhân vật kia vị trí. Hắn lẫn vào sân thi đấu tự nhiên là vì giết những cái kia đại nhân vật, bất quá không nghĩ tới đối phương cẩn thận như vậy, cho dù là làm Jones nghị viên thị vệ cũng không có cơ hội tới gần. Lại thêm loại này phòng ngự đẳng cấp, muốn cường sát sợ là rất không có khả năng rồi. Bọn họ đều là ai? Hứa mặt đối Jones nghị viên đạo kia là nghị trưởng, phía sau hắn người là nghị viên, nơi đó là tiến sĩ, phòng thí nghiệm người phụ trách, chung quanh khu vực rất nhiều ta cũng không nhận biết, là công ty đối tác, bọn hắn tại thế giới ngầm mở nhà máy, đến đến một chút náo nhiệt, cùng với chọn người. Jones nghị viên ào ào đối hứa mặt giới thiệu. Chọn người. Hứa mặt lộ ra một vệt dị sắc. Lúc này, khu vực kia có người quá khứ, đối thành ban hộ vệ đội trung đoàn trưởng Lôi Đình nói thứ gì. Lôi Đình đứng dậy, đối y nghị trưởng bọn hắn báo cáo y nghị trưởng nhíu nhíu mày người đứng bên cạnh hắn đồng dạng đều lộ ra vẻ không vui bên ngoài vậy mà rối loạn có người ở hôm nay muốn nhấc lên bạo loạn y tiên sinh sẽ là người nào tiến sĩ ngồi ở y nghị trưởng bên cạnh mở miệng hỏi y nghị trưởng không có trả lời đã thấy phía sau hắn một vị nghị viên nói có thể trù hoạch lần này sự kiện tất nhiên là thân cư cao vị hoặc là đã từng thân cư cao vị, trước nghị trưởng thế lực chưa từng dập tắt, xem ra nháo ra chuyện tình rồi. Không ít người thì thầm, như thế phi thường có khả năng. Y tiên sinh dự định xử trí như thế nào? Tiến sĩ lại hỏi. Những người khác cũng đều nhìn về phía nghị trưởng. Y mộ ánh mắt nheo lại, nhìn chầm chầm phía trước, mở miệng nói. Lôi đình. Tại. Thành bang hộ vệ đội đội trưởng đáp, đi triệu tập thành ban hộ vệ đội toàn viên xuất động, trấn thủ sân thi đấu bên ngoài, đừng để bạo loạn ảnh hưởng đến trong sân đấu trật tự. Y mộ mở miệng nói. Mặt khác, phê chuẩn triệu tập nặng cơ giáp trấn áp, ai dám dẫn đầu nhất lên bạo loạn, giết. Y tiên sinh không hổ là thiết huyết nghị trưởng. Tiến sĩ cười nâng đỡ kính mắt, tự hồ rất hài lòng y mộ xử trí phương pháp. Một bầy kiến hôi. Vọng tưởng phản loạn, vậy liền lấy thiết huyết trấn áp, về sau lại thanh lý đằng sau thế lực. Lôi đình cũng không có lập tức trời đi, tự hồ chờ đợi cái gì. Cho dù là nghị trưởng, cũng không tuyệt đối quyền lợi. Muốn điều động trọng binh lực, cần nghị viện phê chuẩn. Nghị viện, cũng không phải là nghị trưởng một người định đoạt. Phi thường thời khắc thủ đoàn phi thường, cũng không cần ký tên cái gì, dựa theo ta nói xử lý đi. Y mộ tiếp tục nói. Các ngươi cho là thế nào? Sau lưng nghị viên ào ào gật đầu, đạt được đa số người công nhận, lôi Định lúc này mới rời đi bên kia, tiến về triệu tập binh lực. Thành ban hộ vệ đội, kỳ thực liền tương đương với thế giới ngầm quân đội. Ừm. Hứa mặt thấy được lôi Định rời đi, bất quá có rơi xuống đất pha lê ngăn trở, hắn không có khả năng nghe tới đối phương nói chuyện. Bất quá từ vừa rồi những đại nhân vật kia biểu hiện đến xem, từ hồ chuyện gì xảy ra. Trong này không nhìn thấy. Trong sân đấu, truyền ra núi kêu biển gầm thanh âm, màn hình lớn xuất hiện tuyển thủ giới thiệu, bắt đầu từng cái ra trận rồi.Tinh thần thi đấu sắp tổ chức. 30 vị tuyển thủ từ khác nhau thông đạo tiến vào đấu trường, sau đó, thông đạo chi môn đóng lại.Tinh thần thi đấu muốn so trước thi đấu có nhiều việc 10 người. 10 người này là đặc biệt người, bọn hắn bản thân thực lực rất mạnh, tại kim cương thi đấu trong lúc đó gia nhập điểm tích lũy tính toán cướp đoạt 10 cái danh ngạch. Một mực có người suy đoán, đặc biệt người trên thực tế chính là đi cửa sau đại nhân vật con cháu. Bất quá đối với đây, tất cả mọi người thầm chấp nhận, dù sao chỉ là gia tăng 10 cái danh ngạch, cũng không tước đoạt lúc đầu danh ngạch. Mà lại như vậy, tinh thần thi đấu sự chiến đấu càng kịch liệt. Ngoài ra, tinh thần chiến thông đạo đóng lại, không có đường lui, cho đến chiến đấu kết thúc, không thể sớm rời trận thoát đi. Tại núi kêu biển gầm bên trong, màn hình lớn chiếu vào y mộ cùng với hắn quanh người các đại nhân vật trên thân, y mộ đối người bày mỉm cười phất tay ra hiệu. Trong khán đài, tất cả mọi người ngước đầu nhìn lên lấy thế giới ngầm tối cao quyền lực người. Mà lúc này sân thi đấu bên ngoài, thì là một phen tình cảnh khác. Trên cầu thang, liên bang hộ vệ đội thành viên tay cầm vũ khí một chữ sắp xếp, đối phía dưới bạo động đám người. Toàn bộ trên đường phố, người đông nghìn nghịch, hỗn loạn tưng bừng, đã có bạo loạn dấu hiệu bên trong cùng bên ngoài, đều có thanh âm rung trời, nhưng là hoàn toàn khác biệt hai loại thanh âm. Phản phất là hai thế giới. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 73 Các ngươi sám hối qua sao? Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 73 Các ngươi sám hối qua sao 2022 05 30 tác giả tịnh vô ngân chương 73. Các ngươi sám hối qua sau phòng thí nghiệm, ba đồ lão gia nằm ở một cái giường sắt bên trên, hai tay hai chân thậm chí cổ đều bị khóa lại rồi. Trên người hắn kết nối lấy các loại dụng cụ, giám sát thân thể của hắn các hạng chỉ số. Tại ba đồ lão gia bên cạnh, có một vị nhân viên thí nghiệm. Lúc này, phòng thí nghiệm cửa mở ra, một đạo đồng dạng mặt thí nghiệm phục nhân viên đi đến, mở miệng nói. Thế nào? thân thể của hắn chỉ tiêu nhanh đột phá cấp C tầng thứ, phi thường kinh người. Ba đồ lão gia người bên cạnh đạo. Người đi nghỉ ngơi đi, ta ở nơi này nhìn xem. Người tới nói. Không dùng. Đối phương đáp lại một tiếng, nhìn xem ba đồ lão gia. Đây là hắn nhiệm vụ. Nhiều ngày như vậy, cũng nên nghỉ ngơi thật tốt rồi. Người tới đi đến phía sau hắn, đột nhiên che lại miệng của đối phương, trong tay xuất hiện một thanh bén nhọn vật, trực tiếp đâm vào cổ của đối phương. Thân thể người nọ kịch liệt co quắp, sau đó ngã xuống. Người tới nhìn về phía ba đồ lão gia, lại lấy ra một chi dược tệ, trực tiếp tiêm vào tiếng vào ba đồ lão gia mạch máu bên trong. Sau đó, hắn giải khai ba đồ lão gia trên người gông xiền, an tĩnh đứng ở một bên chờ đợi. Cũng không lâu lắm, dụng cụ phát ra tiếng vang chói tai. Ba đồ lão gia thân thể giật giật, sau đó mở mắt. Ở hắn trong đồng tử, xuất hiện một vệt đáng sợ hồng mang. Hắn ngồi dậy, một quyền đập vỡ dụng cụ, một cái tay khác chế trụ bên cạnh người cổ, đem đối phương dơ lên. Con gái của ngươi tại sân thi đấu. Thanh âm đối phương khàn khàn, Răng rắc. Ba đồ lão gia bàn tay dùng sức, cổ của đối phương trực tiếp bị bóp nát, đầu ngã lệch. Bất quá hắn trong ánh mắt nhưng không có sợ hãi, rất bình tĩnh. Ngay từ đầu, hắn liền biết rồi kết cục nếu không, như thế nào lại làm những thứ này? Ba đồ lão gia ánh mắt vẫn như cũ mang theo tinh hồng sắc quang mang, hắn trực tiếp đứng dậy, liên tiếp lấy thân thể dụng cụ toàn bộ bị mở ra. Sân thi đấu, ba đồ lão gia bước chân hướng phía ở ngoài phòng thí nghiệm mặt đi đến. Sân thi đấu, núi thở dào dạt, biển thét gầm lên trúng tuyển tay ra trận, đứng tại phương hướng khác nhau. Ký sinh trùng ngẩng đầu nhìn liếc mắt những đại nhân vật kia chỗ phương vị hắn cả đời thê thảm từ tầng dưới chót từng bước một leo đến hiện tại liên tục ba năm cố gắng cuối cùng dết tiến vào tinh thần thi đấu lấy được một cái cơ hội như vậy bị các đại nhân vật thưởng thức cơ hội hồi tưởng lại cuộc đời của mình phụ thân bị người đánh chết tươi mẫu thân chết đói hắn ăn nhờ ở đậu dù làm con nuôi nhưng một mực bị điều khiển làm việc khổ lực lao công chịu đói đây là hắn tuổi thơ toàn bộ đây hết thảy hắn đều chịu đựng thẳng đến có một ngày hắn giết chết bản thân cha mẹ nuôi một nhà bao quát đối phương nhỏ tuổi con cái hắn một mực trèo lên trên cuối cùng leo đến hôm nay cho dù là hiện tại bị vạn người chú mục hắn vẫn là tự ti hắn không có một tia cảm giác an toàn hắn là ký sinh trùng có thể tùy thời bị bóp chết ký sinh trùng chỉ có lấy được các đại nhân vật thưởng thức mới có cơ hội cải biến vận mệnh một ngày này cuối cùng tiến đến vận mệnh của hắn sẽ cải biến sao hắn không có động mà là tại quan sát chiến trường lâm địch bọn hắn động trừ bỏ bị giết chết evanson hai người bọn hắn từ phía trên đi xuống người còn có năm người giờ phút này năm người đều ở đây sân thi đấu phương hướng khác nhau từ kim cương thi đấu bắt đầu bọn hắn liền bắt đầu tại sân thi đấu tôi luyện kỹ thuật giết người Người nơi này là bọn họ vật thí nghiệm. Đương nhiên, hôm nay bọn hắn cũng sẽ không toàn bộ giết, mà là sẽ lưu lại một bộ phận mạnh. Làm lễ vật đưa cho công ty đối tác. Nhưng là yếu người, bọn hắn sẽ giết sạch. Có thể lưu mấy cái, liền nhìn bọn hắn thực lực rồi. Một thân ảnh dậm chân hướng phía lâm địch vọt tới, đối phương thân hình khôi ngô, hất lên trọng giáp, vũ khí là trọng chú ý. Xung kích thời điểm, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, mà lại tốc độ vậy phi thường nhanh. Người này danh hiệu Tử Thần Chu Y, trời sinh thần lực, thân thể lực bộc phát cực kỳ cường hoành. Trọng Chu Y hướng phía Lâm Địch nền xuống, lực lượng kinh khủng ẩn chứa phong thanh, nếu là bị từng Chu Y một bên trong, sợ rằng mặt chiến giáp cũng muốn chấn động. Lâm Địch song đao giao nhau dơ lên, Trọng Chu Y rơi vào giao nhau song đao phía trên, lực lượng kinh khủng bên dưới, Lâm Địch không có lui một bước khiến cho tử thần chù y trong mũ giáp ánh mắt biến đổi. Đầu gối uống lượng, lâm địch tại tụ lực. Trọng chù y dơ lên, đối phương tưởng muốn lần nữa chù y dết mà xuống, đã thấy lâm địch hai chân đạp địa, thân thể trực tiếp bắn lên, song đao vung vẫy chém xuống. Phóc thử. Một cái đầu lâu rơi vào trên mặt đất, máu tươi vẫy ra mà ra, nhìn thấy mà giật mình. Đây là tinh thần thi đấu cái thứ nhất bị giết chết người. Có thể giết tới tinh thần thi đấu, Thực lực đều không thể nghi ngờ, nhưng Lâm Địch là có thể áp chế hoàn toàn ba đồ lão gia người. Tử Vong Chu Y danh khí vang dội, hắn trọng Chu Y bộc phát ra lực lượng cực kỳ khủng bố, nhưng là bị Lâm Địch nháy mắt giết chết, rất tàn khốc. Nhưng đây chính là cuối cùng quyết đấu, mạnh mẽ và cường giả ở giữa va chạm, máu tươi tẩy lễ. Dù là dết tới tinh thần thi đấu nhân vật đứng đầu, đồng dạng sẽ chết. Tinh thần thi đấu hấp dẫn cực lớn, nhưng tương tự cũng là các cấp cấp thi đấu sự bên trong tàn khốc nhất, từ xưa giờ đã như vậy. Không cho phép hứa thoái trận, chắc chắn sẽ xuất hiện tử vong. Nhưng người còn sống sót, sẽ bị các đại nhân vật chọn trúng. Bọn hắn có cơ hội rời đi thế giới ngầm, thu hoạch được tân sinh. Ký sinh trùng quan sát đến chiến trường, rất nhanh lại có tử vong xuất hiện. Đều là những cái kia đặc biệt người tại vết chóc, hắn một mực quan sát đến sân thi đấu những người này thích nhất giết chóc. Nhưng là, chỉ cần khiên qua đi, sống sót, liền có thể đạt được các đại nhân vật thưởng thức. Thì có cơ hội đi phía trên thế giới. Hắn không có nghĩ tới nắm lấy số một, hắn chỉ có một mục tiêu. Tại tinh thần thi đấu bên trong sống sót, đạt được thưởng thức. Spa đi tới sân thi đấu trung gian, hắn cũng nhìn thấy những cái kia giết chóc người, ánh mắt bên trong có ngang ngược khí tức. Cùng chiến sĩ Spa, là máy móc người cải tạo, toàn thân hắn đều là cơ giới thể, to lớn khôi giáp bao vây lấy thân thể. Tay phải của hắn đung đưa xiên xích, tại xiên xích cuối cùng là một viên có gai nhọn cầu, đung đưa thời điểm phát ra chói tai phong thanh. Tay trái của hắn thì là máy móc đại đao, giữ tận khủng bố. Chỉ là trên khí thế liền phi thường đáng sợ. Một thân ảnh hướng phía Spa vọt tới, tương tự là đến từ phía trên thế giới một vị nhân vật tinh anh, cây. Cây trên người chiến giáp là màu vàng, cùng mái tóc màu vàng ống của hắn xứng đôi trong tay là một thanh nguyên lực kiếm chỉ thấy thân thể của hắn lăn không bay vọt hướng phía spa phát khởi xung kích spa tay trái máy móc đại đao giơ lên nguyên lực kiếm bổ vào máy móc trên đại đao răng rắc thanh thúy âm thanh giống truyền ra máy móc đại đao xuất hiện vết rách bị chém đứt tới spa tay phải vung ra mang theo gai nhọn cầu thép đánh tới hướng đối phương đối phương nguyên lực kiếm hoành ngăn phanh một tiếng vang thật lớn, cây thân thể bị đánh bay ra ngoài, rời xuống đất thời điểm bước chân trượt lui. Spa cúi đầu nhìn thoáng qua mình bị chặt đứt máy móc đao, sắc mặt nhìn không tốt. Bị đẩy lui cái đồng dạng ngẩng đầu, thân hình đứng thẳng, ánh mắt bên trong lóe qua một vệt sát ý. Máy móc người cải tạo, giữ lại ý nghĩa không lớn, không có giá trị tồn tại. Ở phía trên thế giới, máy móc khoa học kỹ thuật càng phát triển. Người cải tạo tìm lực phi thường có hạn. Cho dù là không ngừng thăng cấp cơ giới thể, cũng không có quá lớn ý nghĩa, có thể có rất nhiều vật thay thế. Bởi vậy, Spa không có còn sống ý nghĩa. Spa trong tay xiềng xích lùi về đến máy móc trang bị bên trong, chỉ có cầu thép bại lộ bên ngoài. Trong tay đối phương kiếm rất mạnh, nếu là bị chém trúng xiềng xích, xiềng xích cũng sẽ gãy mất. Cái giống như là nhìn chầm chầm con mồi giống như nhìn chầm chầm Spa, thân thể của hắn lần nữa động, tốc độ rất nhanh ông. Nguyên lực kiếm trực tiếp đâm về Spa phần bụng vị trí. Spa nhìn chầm chầm đối phương. Suy. Nguyên lực kiếm phá tan rồi cơ giới thể, đâm vào Spa thể nội, cây ánh mắt bên trong mang theo cười lạnh. Nhưng lại thấy lúc này, Spa đứt gãy máy móc đại đao trực tiếp hướng xuống, trực tiếp kẹp lại đối phương nguyên lực kiếm, cùng lúc đó tay phải cơ quan phát động, mang theo gai nhọn cầu thép thẳng bắn về phía đối phương mũ bảo hiểm. Phanh một tiếng vang thật lớn, cây thân thể bị đánh bay ra ngoài, đầu một trận mê muội, ngã trên mặt đất. Nếu không phải là chiến giáp đẳng cấp cao có năng lượng hộ thể, sợ là trực tiếp bị giết chết rơi mất. Spa hướng phía trước chạy vội, trong tay xiền xích đung đưa, lần nữa hướng phía cây đầu đập xuống. Nhưng vào lúc này, một đạo âm thanh sắc nhọn chói tai truyền ra, xiền xích đột nhiên đoạn mất, cầu thép bay ra ngoài. Không có đập trúng bên cạnh một vị mặt hỏa hồng sắc chiến giáp nữ tử chạy đến, chặt đứt Star xiền xích. Nàng xem hướng cây nói. Không có sao chứ. Cây thân thể bò lên, đầu vẫn là mê muội trạng thái. Lung lay đầu, nội tâm của hắn sinh ra một cổ cực kỳ ngang ngược cảm xúc. Dết hắn. Dứt lời, thân thể của hắn hướng phía trước phóng đi, nữ tử kia liên thủ với hắn. Các ngươi là cùng một bọn. Star mở miệng nói ra, cánh tay hắn ném ra, nhưng mất đi vũ khí hắn như thế nào đối kháng hai người. Bao khỏa thân thể của hắn to lớn cơ giới thể không ngừng bị cắt chém vỡ vụn, ngã xuống. Bên trong, spa thân ảnh bò ra tới, thân thể chỉ có một mét. Sân thi đấu truyền ra trận trận kinh ngạc tiếng kinh hô. Khôi ngô bá đạo cùng chiến sĩ spa, lại là một vị người luồn. Cây mang theo nhe răng cười đi lên trước, khó trách mới vừa rồi không có đánh trúng. Spa hướng kháng đại phương hướng bò đi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía những đại nhân vật kia, vương tay tựa hồ muốn cầu cứu. Phốc thử. Kiếm trực tiếp đâm vào hắn trái tim. Spa ánh mắt bên trong mang theo ý tuyệt vọng, hắn dùng hết hết thảy cố gắng đi tới hôm nay. Muốn cải biến vận mệnh của mình, đạt được những đại nhân vật kia công nhận. Hắn đã làm rất khá. Nhưng vì cái gì, kết cục vẫn là như vậy tàn khốc vì cái gì nhất định phải giết chết hắn spa thấy được những đại nhân vật kia ánh mắt không có một tia đồng tình cùng thương hại thậm chí các đại nhân kia ánh mắt bên trong mang theo khinh miệt cùng chăm chọc cười giờ khắc này spa mới ý thức tới vận mệnh căn bản không sửa đổi được cửa sổ sát đất trước hứa mặt nhìn xem phía dưới chiến đấu đại khái thấy rõ một chút sở dĩ chọn người chính là từ nơi này chúc tinh thần thi đấu bên trong tuyển thủ chọn người. Hứa mặt đối Jones nghị viên nói. Cái gọi là bị các đại nhân vật nhìn trúng, kỳ thực là làm lễ vật. Đúng vậy, thế giới ngầm sẽ có cực thiểu số trưởng thành tinh anh nhân vật, vì cải biến vận mệnh bọn hắn nhất định sẽ tới sân thi đấu, những người này đều là cam tâm tình nguyện đến đây, chiến đấu qua về sau, bọn hắn sẽ bị đưa vào phòng thí nghiệm tiến hành tẩy não. Jones nghị viên đạo hứa mạc cảm giác có chút châm chọc. Người, tại thế giới ngầm là vật thí nghiệm. Là giao dịch vật. Sân thi đấu là một trận nhằm vào những cái kia muốn cải biến vận mệnh người cạm bẫy. Bọn hắn từng bước một bò lên đến cuối cùng, cho đến rơi vào trong cạm bẫy. Cái này dưới đất nhà máy, hoàn thành hoàn mỹ vòng kín, một mực nắm trong tay dưới mặt đất. Các ngươi sám hối qua sao? Hứa mặt đối Johns nghị viên đạo. Jones nghị viên sửng sốt một chút, nhìn về phía hứa mạc. Hứa mạc xuất đao, xẹt qua đầu của hắn, chém. Giết chết Jones nghị viên về sau, hứa mạc hướng phía trước liền xông ra ngoài. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, cửa sổ sát đất vỡ vụn, thân thể của hắn vọt tới trước, lằn không bay vọt mà xuống. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 74 Sôi trào bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 74 Sôi trào 2022-05-30 tác giả Tịnh vô ngân chương 74 Sôi trào sân thi đấu bên ngoài Bạo loạn lần lượt xuất hiện tử vong sự cố Đám người đã vây đến sân thi đấu ngoại vi Bọn hắn thấy được to lớn ném bình phong bên trên spa chết Bị tàn nhẫn giết chết Trên trang giấy tin tức Sân thi đấu là một trận âm mưu những cái kia cố gắng muốn cải biến vận mệnh người cuối cùng không phải tử vong chính là đưa vào phòng thí nghiệm trong đám người có thật nhiều star người sùng bái kia khôi ngô cự hán áo giáp bên trong nhưng chỉ là một bộ ấu tiểu người lùn thân thể đã trải qua bao nhiêu hắn mới đi đến một bước này nhưng là lại bị tàn nhẫn như vậy giết chết sau khi biết chân tướng cùng trước kia cảm thụ là không giống lúc này đám người chỉ cảm thấy thỏ tử hồ bi star vận mệnh còn như vậy huống chi là bọn hắn những người bình thường này. Lật đổ nghị viện, phá hủy phòng thí nghiệm. Có tiếng hò hét trong đám người truyền ra. Dần dần, người đi theo tụ tập, thanh âm càng ngày càng vang. Có người hướng phía sân thi đấu phía trên phóng đi. Thành ban hộ vệ đội đội trưởng đứng tại trên cầu thang nhìn chầm chầm người phía dưới, ánh mắt băng lãnh. Có người lẫn trong đám người kích động bạo loạn. Hắn phất tay, lập tức xếp thành một hàng thành ban hộ vệ đội thành viên giơ súng lên, đối đám người phía dưới. Nơi xa, kịch liệt tiếng oanh minh truyền ra, lôi đình nhìn thoáng qua bên kia, chi viện đến. Thành ban hộ vệ đội cách nơi này không xa, đều ở đây chủ thành khu khu hạch tâm. Cơ giáp hạng nặng thanh âm ngột ngạt, mặt đất như đang rung động lấy. Đám người một mảnh bối rối. Các đại nhân vật chưa từng có đem chúng ta xem như người đối đãi, dưới mặt đất chỉ là cỡ lớn nhà máy, là bọn họ vật thí nghiệm, nô lệ, dựa vào cái gì để bọn hắn khống chế, thông hướng phía trên thông đạo, lật đổ nghị viện, chính chúng ta đi lên. Có hô to âm thanh truyền ra, có người bắt đầu hướng trên cầu thang xung kích, phanh, phanh, phanh. Thành bang hộ vệ đội thành viên trực tiếp khai hỏa xả kích, lập tức máu tươi nhiễm đỏ cầu thang. Nhìn thấy một màn trước mắt rất nhiều người đầu óc phát nhiệt, lật đổ nghị viện tiếng họ hét càng lúc càng lớn không có người muốn làm nô lệ. Kiềm chế tại nội tâm cảm xúc giờ phút này bị nhen lửa đến, bọn hắn muốn phản kháng. Tiếng vang kịch liệt truyền ra, cơ giáp hạng nặng đi đến tiếng đến, ép qua đám người, không ít người bị sống sờ sờ nghiện ép chí tử. Nơi xa phương hướng, dịp thanh điệp bọn hắn đi ở khu phố trong đám người. Nhìn thấy bên kia phát sinh hết thảy, dịp thanh điệp có chút khó chịu. Một màn này, sao mà tương tự? phản phất cùng một năm trước phát sinh uren nhà máy sự kiện một dạng chỉ bất quá lần này là tại chủ thành khu mà lại lực ảnh hưởng lớn hơn đây là uren nhà máy thăng cấp lại là một trận thượng tầng ở giữa đấu tranh sao tựa hồ không giống như là có uren nhà máy sự kiện cùng với gần nhất phát sinh một hệ liệt sự tình thành ban nghị viện đã tẩy không sạch sẽ rồi lần này dân chúng đã thanh tĩnh nhận thức đến thế giới ngầm bản chất Bọn hắn mong muốn là lật đổ nghị viện. Dưới tình huống như vậy, đấu tranh thắng còn có ý nghĩa gì? Trận gió lốc này có thể cho thế giới ngầm mang đến biến đổi sao? Lịch sử sẽ còn luân hồi sao? Diệp Thanh Điệp không biết, không có ai biết. Trận này sự kiện trù hoạch tinh diệu, mà lại biết rõ sở hữu nội tình tin tức, chỉ sợ không phải người bình thường có thể trù hoạch. Sau lưng thủ lĩnh nhân vật sẽ là người nào? Oanh cơ giáp hạng nặng khai hỏa, nổ tung đám người, tử thương thảm trọng. Diệp Thanh Điệp trái tim co quắp. Bọn này xuất sinh, vậy mà thật sự khai hỏa. Tại chủ thành khu trung tâm, sân thi đấu bên ngoài tiến hành giết chóc. Sân thi đấu. Các đại nhân vật chỗ khu vực. Chỉ thấy có người ngẩng đầu hướng phía sân thi đấu phía ngoài phương hướng nhìn lại. Y tiên sinh, bên ngoài là thanh âm gì? Một vị đến từ phía trên thế giới người công ty ở phía trên có một ít hợp tác đồng bạn phụ trách thế giới ngầm vật tư các loại cũng có ở phía dưới mở nhà máy lần này tới người đều là thân mật hợp tác đồng bạn bọn hắn đại biểu công ty của mình tới cùng thế giới ngầm liên lạc bên dưới tình cảm thế giới ngầm đối bọn hắn lực hấp dẫn không nhỏ nơi này là một cái mặt tối có thể làm rất nhiều phía trên không rảnh làm sự tình chuyện nhỏ rất nhanh liền giải quyết rồi Y mộ đối người kia đáp lại nói. Đối phương gật đầu cười, cũng không để ý. Công ty đối thế giới ngầm trưởng khống lực hắn tự nhiên là tín nhiệm, căn bản lật không nổi sống tới. Mặc dù có một ít quy mô bạo động, cũng không còn cái gì trở ngại. Người kia danh hiệu là cái gì, không sai, lưu cho ta đi. Hắn lại nhìn về phía trong sân đấu, ngón tay chỉ vào trong đó một vị mặc áo giáp màu trắng tuyển thủ. Thực lực của người kia rất mạnh, đánh tan hai người cùng phía trên nhân vật tinh anh miễn cưỡng có thể chiến đấu alan thật sự là hắn rất mạnh trước đó kim cương thi đấu không có đối thủ sau lưng sân thi đấu người phụ trách mở miệng đáp lại nói đối phương hài lòng gật đầu thế giới ngầm lợi hại nguyên lực người tu hành không dễ dàng tại nguyên lực mỏng manh lại mạnh như vậy sự khống chế bọn hắn muốn đạt tới nhất định cao độ độ khó lớn hơn nhiều như vậy chỉ có một khả năng nguyên lực độ dung hợp cao ít nhất là cấp B. Nguyên lực độ dung hợp đối ứng thiên phú, tiềm lực. Chỉ cần là cấp B, đặt ở phía trên đi bồi dưỡng nói liền có thể trở thành lợi hại siêu phạm giả rồi. Tại quá khứ, còn có người dưới đất nhặt được qua cấp A độ dung hợp người. Mà lại bọn hắn có nhất định thực lực, đối gian tiến hóa dịch năng lực chịu đựng vậy mạnh. Nếu như lại dựa vào đem đối ứng gian tiến hóa dịch, tiềm lực lớn hơn. Sau đó, liền cần phòng thí nghiệm hỗ trợ đã khống chế. Những người khác cũng đều tại kiên nhẫn tìm kiếm lấy, sân thi đấu chiến đấu tiếp tục tiến hành, đã xuất hiện mấy cái nhân vật lợi hại. Lúc này, phanh, một tiếng vang thật lớn, đã kinh động đám người. Ánh mắt rất nhiều người hướng phía một nơi phương hướng nhìn lại, chỉ thấy đang nhìn đại chỗ cao vị trí, mảnh vỡ thủy tinh phiêu tán rơi rụng mà xuống. Ở nơi đó, một thân ảnh lăng không bay vọt mà xuống rất nhiều người tim đập lại. Thân ảnh kia rơi vào khán đài, sau đó sân thi đấu phương hướng chạy như điên, tốc độ cực nhanh. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Chuyện gì xảy ra? Rất nhiều người đều nhìn về hắn, duy trì trật tự người muốn chặn đường, nhưng trực tiếp bị đụng bay. Đó là ai? Một vị đại nhân vật nhìn về phía bên kia đạo. Sân thi đấu người phụ trách nhìn chầm chầm bên kia. Tiến sĩ vậy lộ ra một vệt dị sắc thân ảnh kia đi tới sân thi đấu rào chắn trên không, sau đó lăn không nhảy xuống, từ chỗ cao rơi vào trong sân đấu. Thân thể của hắn hơi ngồi xổm, vậy mà lông tóc không tổn hao. Đứng dậy, hắn cởi ra trường bào. Lộ ra bên trong chiến giáp, rút ra chiến đao. Evanson chiến giáp, là kia tội phạm truy nã. Tiến sĩ nhìn chầm chầm thân ảnh kia đối y mộ bọn hắn nói. Trên người đối phương chiến giáp cùng chiến đao, là Evanson những đại nhân vật kia đều nhìn chầm chầm hứa mạc, tội phạm truy nã đã vậy còn quá gan lớn, trực tiếp xâm nhập sân thi đấu. Tội phạm truy nã Những cái kia phía trên thế giới người lộ ra có chút hăng hái thần sắc. Bọn hắn chỉ là cảm giác rất thú vị. Kể từ đó ngược lại là vì sân thi đấu tăng thêm mấy phần niềm vui thú. Toàn bộ thế giới ngầm mà nói đối bọn hắn mà nói, đều là niềm vui thú. Đến như chỉ là một cái tội phạm truy nã, có thể lật lên bao nhiêu sóng gió đến. Ta đi phái người bắt lấy hắn. Sân thi đấu người phụ trách đạo. Không cần, ngươi người không giải quyết được, giao cho lâm địch bọn hắn là tốt rồi. Tiến sĩ lãnh đạm đáp lại. Đã chính hắn muốn chết, liền do lấy hắn đi. Sân thi đấu người xem tự nhiên cũng nhìn thấy. Lại có người lăng không bay vọt xâm nhập trong sân đấu bộ. Chiến giáp, chiến đao, có chút giống mặt giáp người có người mở miệng nói ra. Bất quá không phải trước chiến giáp cùng chiến đao. Nhưng vũ khí, dáng người, động tác, nhìn qua hứa mặt trước đó chiến đấu người đều cảm giác có chút giống. Là hắn, mặt giáp người cũng tới sân thi đấu. Cũng có trước liền một mực chú ý mặt giáp người người nhìn thấy hứa mặt chiến đao dơ lên động tác, hoàn toàn tương tự. Bọn hắn cảm giác cảm xúc bành trướng. Tham gia thi đấu sự toàn bộ đều là đệ nhất chiến tích chém vết gian chiến sĩ mặc giáp người, hắn vậy mà lấy như thế phương thức đặc thù ra sân. Từ trên trời giáng xuống. Trong chiến trường, hứa Mạc đột ngột đến khiến cho không ít chiến đấu dừng lại. Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía hứa Mạc bên kia. Ngay tại trạng thái chiến đấu Tina cùng ký sinh trùng thân thể tách ra. Ký sinh trùng không có nhìn hứa Mạc, hắn vẫn như cũ cảnh giác nhìn chầm chầm Tina, đây là hắn gặp phải nữ nhân mạnh nhất. Đối phương hẳn là đến từ phía trên thế giới đại nhân vật, vừa rồi một trận chiến, hắn một mực bị đè ép. Bất quá may mắn kiên trì được, không biết có hay không bị những đại nhân vật kia thưởng thức. Tina nhưng không có nhìn hắn, mà là nhìn về phía hứa mạc bên kia. Evanson chiến giác. Nàng cùng Evanson quan hệ không tệ, hắn hẳn là tao ngộ độc thủ rồi. Giết chết Evanson, lại còn dám trở về sao? Tina bỏ qua ký sinh trùng hướng phía hứa mạc vị trí chạy đi. hứa mạc tự nhiên thấy được động tác của đối phương, cánh tay có chút giật giật, sau đó đồng dạng hướng phía đối phương vị trí chạy vội. ngươi làm hư quy cũ rồi. tại hứa mạc cùng tina trung gian, có một vị tinh thần thi đấu tuyển thủ mở miệng nói ra. mặt giáp người. hôm nay là thuộc về bọn họ tinh thần thi đấu, hứa mạc không thể nghi ngờ là khách không mời mà đến. hứa mạc không thấy hắn tồn tại trong tay chiến đao phát ra suy suy tiếng vang, ẩn ẩn có điện quang vần quanh. Từng. Người kia thấy hứa mạc không có nghe được hắn còn tại hướng phía trước đi, cũng dám không nhìn hắn tồn tại. Thân hình hắn khẽ động, hướng phía hứa mạc phát khởi công kích. Cút. Đi nhanh hứa mạc chiến đao trực tiếp quét ngang mà ra. Phanh. Thân thể người nọ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Vẹn vẹn vừa đối mặt. Sân thi đấu vang lên một trận kịch liệt tiếng hoang hô. Mặt giáp người vậy mà như thế cường thế. Tốc độ của hắn không có chút nào hạ thấp, tiếp tục đi nhanh. Cùng Tina hai người mặt đối mặt chạy về phía đối phương. Trên khán đài người xem có chút kích động. Tina sức chiến đấu bọn hắn từng thấy, áp chế ký sinh trùng, thuộc về tinh thần đấu trường liệt sát giả. Thực lực của nàng mạnh phi thường, mặt giáp người đưa nàng liều. Hai người, ai mạnh ai yếu? mặt giáp người, có thế một trận chiến sao. Trong sân đấu, tiếng la trung trời. Thân thể hai người tới gần, Tina thân thể lăng không bay vọt lên, mang theo khủng bố thế công từ trên trời giáng xuống. Thân thể nàng như công, trong tay nguyên lực kiếm đánh xuống, như thần binh trời giáng, bá đạo tuyệt luân. Hứa mặt thân thể dừng, đầu gối uống lượng, chân đạp mặt đất. Thân thể bắn lên, thẳng đến từ trên trời giáng xuống Tina. Một màn này, giống như đã từng quen biết. Tiếng thét chói tai trận trận. Trong nháy mắt, sân thi đấu sôi trào lên. Bọn hắn bỏ qua những chiến trường khác, đều nhìn về Tina cùng hứa mặt. Tina hai tay cầm kiếm chém vết mà xuống, nhưng ở nàng chấp hành cái này một động tác thời điểm chỉ cảm thấy thân thể bị một cổ cường đại trường năng lượng trói buộc. Nàng trở nên chậm. Phanh. Hứa mặt chiến đao trảm tại hai tay của nàng phía trên, nguyên lực kiếm thoát tay bay ra chiến đao nhưng không có dừng lại, tiếp tục đi lên chém ra, bổ vào Tina chiến giáp phía trên, năng lượng quang mang lưu động. Chiến giáp không có phá, nhưng nàng thân thể chấn động đến cao hơn. Hứa mặt thân thể rơi xuống đất, nhìn thấy xéo xuống bị đánh bay Tina, lần nữa hướng phía trước chạy vội. Tina trên không trung không chỗ mượn lực, nàng nhìn thấy hứa mặt ở phía dưới đợi nàng. Giờ khắc này, Tina trong lòng sinh ra một cổ hoảng sợ chi ý. Phanh, phanh, phanh. Tina thân thể trên không trung nhảy múa, chiến đao lần lượt trảm tại nàng chiến giáp phía trên, răng rắc một tiếng, chiến giáp phá. Suy suy tiếng vang lần lượt truyền ra, chiến giáp mảnh vỡ bay loạn. Cứu ta! Tina hốt hoảng hô. Nàng lúc này trong nội tâm có mãnh liệt ý sợ hãi, giống như là đồ chơi giống như. Hứa mặt nhìn thấy những người khác hướng phía bên này chạy vội mà tới. Đau ra. Phốc thử máu tươi vẩy ra, một cái đầu lâu bay lên. Chém. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 75 Hứa mạc đao Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 75 Hứa mạc đao 2022-05-31 tác giả Tịnh vô ngân chương 75 Hứa mạc đao sân thi đấu an tĩnh không ít, đều bị mặt giáp người đến rung động đến tina trước biểu hiện cực kỳ cường thế nhưng đối mặt mặt giáp người lọt vào ngược sát những đại nhân vật kia chỗ khu vực tiến sĩ đám người sắc mặt cũng đều thay đổi trước đó thì có hai vị công ty người trẻ tuổi chết ở thế giới ngầm bây giờ tina lại bị tại chỗ ngược sát vị này tội phạm truy nã hắn lại trở nên mạnh mẽ hiện tại tiếng thối lưỡng nan để lâm địch đám người giải quyết đối phương vẫn là trực tiếp để cơ giáp nhập sân thi đấu nói cho bọn hắn giết chết người xâm nhập có thể tiến về phía trên thế giới nghị trưởng y mộ mở miệng nói ra sân thi đấu người phụ trách rời đi những người khác cũng đều thầm chấp nhận nghị trưởng xử lý phương pháp trong sân đấu lâm địch đám người đi về phía hứa mạc bọn hắn xuất hiện ở phương hướng khác nhau đem hứa mạc vây lại hứa mạc cũng không có gấp đã những đại nhân vật kia không có động thủ cũng không tất gấp gáp giết chết người xâm nhập đem ngoài định mức thu hoạch được ban thưởng cùng với tiến về phía trên thế giới tư cách một thanh âm vang vọng sân thi đấu tất cả mọi người nghe được trong sân đấu những cái kia tham gia tinh thần thi đấu tuyển thủ cũng đều động lòng mặc giáp người đến phá hư bọn họ chiến trường toàn bộ chiến trường đột nhiên đều ngừng lại mặc giáp người thực lực rất mạnh nhưng là bọn hắn nhiều người. Giết chết hắn, liền có thể trực tiếp đạt được các đại nhân vật thưởng thức, tiến về phía trên thế giới. Sân thi đấu người dự thi, đều hướng phía hứa mạc vị trí vây lại. Nhìn thấy một màn trước mắt hứa mạc cảm giác có chút bi ai. Quả nhiên như ba đồ lão gia nói như vậy, một đám kẻ đáng thương, không gọi tỉnh kẻ đáng thương. Nhìn thấy toàn bộ sân thi đấu người dự thi đều vây hướng mặt giáp người, sân thi đấu càng ngày càng yên tĩnh, làm ồn âm thanh dần dần dập tắt, bọn hắn dần dần có thể nghe tới từ sân thi đấu bên ngoài truyền tới thanh âm. Bên ngoài phát sinh cái gì? Rất nhiều người nhìn về phía sân thi đấu bên ngoài, tự hồ có súng tiếng pháo cùng tiếng hò hét. Là người bên ngoài bậy cũng muốn xông tới sao? Sân thi đấu, đám người vây hướng hứa mạc, có người mở miệng nói. Một đợt động thủ. Hiển nhiên, bọn hắn đơn độc không dám lên. Mặt giáp người rất mạnh ký sinh trùng có chút do dự hắn nhìn chầm chầm hứa mạc thân ảnh cảm giác chuyện đã xảy ra hôm nay có chút không giống bình thường alan vậy đồng dạng cảm thấy dị thường mặc giáp người nếu là muốn tham gia tinh thần thi đấu trước đó vì sao không ở kim cương thi đấu đánh tới đến mà là dùng phương thức như vậy bước vào sân thi đấu hắn đến tự hồ là nhằm vào những cái kia đặc biệt người cũng chính là đến từ phía trên thế giới cường giả mặt giáp người cùng bọn hắn có thù động thủ lần lượt có mấy người đi ra lâm địch mấy người bọn hắn không có xuất thủ sân thi đấu thế giới ngầm tuyển thủ dự thi lại đi trước ra tới muốn giết hứa mạc hứa mạc cảm giác có chút châm chọc nghiêng giơ trong tay chiến đao hướng phía trước mà đi cước bộ của hắn tăng tốc bắt đầu hướng phía trước chạy vội có hai thân ảnh một trái một phải hướng phía hắn chạy tới tốc độ rất nhanh một người người khoác chiến giáp tay cầm móc, hướng thẳng đến hứa mạc văn ra ngoài, một người khác thì là máy móc cải tạo thể, hướng phía hứa mạc cao tốc trượt, hai chân của hắn lại giống như là cơ giáp giống như phun ra năng lượng, lấy tốc độ khủng khiếp trượt về hứa mạc, chém ra ở trong tay hiện ra năng lượng màu xanh làm quan đao. Kinh bạo tràn diện khiến cho người xem tâm đều nhấc lên. Hứa mạc xuất đao. Đao của hắn mang theo thiểm điện chi quan, thế xét đánh lôi đình, trực tiếp chém ra, phản phất đã tinh chuẩn tính toán phương vị. Răng rắc. Năng lượng màu xanh làm chiến đao bay lên, cơ giới thể vỡ vụn, bị chặn ngang chặt đứt. Một người chết. Hứa mặt chiến đao thuận thế hướng phải, đối mặt kia đánh tới móc hắn có chút nghiêng đi đầu, hoàng mỹ tránh đi. Hai người mắt thấy liền muốn gặp thoáng qua, nhưng hứa mặt chiến đao thuận thế quét về phía phía bên phải. Phốc thử. Một cái đầu lâu bay lên, máu tươi vẫy ra hai người bị nháy mắt chém giết. Tham gia tinh thần thi đấu hai người, ngàn không được một đao. Mặt giáp người thật mạnh. Sân thi đấu người tim đập lấy. Hứa mặt cường thế, rung động tất cả mọi người. Một người nhập sân thi đấu, trước chém Tina. Lại giết hai vị tuyển thủ dự thi. Xem sân thi đấu như chốn không người. Chung quanh cường giả cũng bị chấn nhiếp rồi. Hứa mặt chỉ một người một đau, liền để bọn hắn không còn dám lộn xộn. Mặt giáp người tự như là thành ban tội phạm truy nã. Đúng, ngày đó ta thấy được đau của hắn, là hắn. Sân thi đấu trên khán đài lần lượt có âm thanh truyền ra, thanh âm này hướng phía chung quanh khuếch tán, đám người nghị luận âm ỉ. Mặt giáp người. Tội phạm truy nã. Hắn là giết chết nghị viên, đánh vào đội chấp pháp ác ôn sao. Hắn vì sao giết trở về sát nhập vào sân thi đấu. Là vì những đại nhân vật kia. Trước đó, hứa mặt cùng ba đồ lão gia tại khu phố đưa tới lớn vô cùng động tĩnh, bị thành ban hộ vệ đội cùng với đội chấp pháp quần thể vây quét. Sân thi đấu bên trên, tự hồ cũng có tham dự vây giết người. Hắn là đến báo thù. Trong đám người, có hai vị nữ tử, từ hứa mặt ra trận về sau, ánh mắt liền từ chưa rời đi hứa mặt trên thân, mắt của các nàng mắt có chút ướt ác hứa mạc cũng tới sao hứa mạc cũng không biết các nàng cũng ở đây hắn là tới giết người giết hết liền đi tru sát hai người về sau hắn tiếp tục hướng phía một nơi phương hướng chạy vội những cái kia vây lại người ào ào tránh khỏi hắn không còn dám ngăn sân thi đấu rất lớn cho dù đám người vây quét tới vẫn như cũ duy trì một khoảng cách hứa mạc tốc độ càng lúc càng nhanh lâm địch nhìn về phía một nơi phương hướng sắc mặt biến hóa mở miệng nói. Cây, Ashley, cẩn thận. Hứa mặt chạy về phía phương vị, là cây cùng Ashley hai người vị trí. Bọn hắn trước đây không lâu liên thủ giết chết Spa. Bất quá hứa mặt cũng không phải là vì Spa báo thù. Chỉ là hắn quan sát chiến trường, đám người kia bên trong, trừ bỏ hắn vừa rồi giết chết Tina bên ngoài, cây cùng Ashley thực lực hơi yếu một chút, cùng lúc trước hắn giết chết Evanson tương đương. Lâm địch cùng một người khác tương đối mạnh sở dĩ mục tiêu của hắn là cây cùng ashley lâm địch cùng chu vạn hai người tại mặt khác hai cái phương hướng công ty lần này xuống đến bảy người hai người bọn họ là người dẫn đầu nhưng là bọn hắn bảy người bên trong đã chết ba cái lại chết lời nói bọn hắn trở về sợ là cũng muốn nhận công ty trừng phạt trước kia đến thế giới ngầm người chưa từng có xuất hiện qua loại này đường rẻ ngăn hắn lại lâm địch hết lớn một tiếng có một vị người dự thi tiến lên chặn đường, tương tự là đặc biệt người, là thành ban một vị nghị viên dòng giỏi, thực lực rất mạnh. Nhìn thấy hắn xuất thủ, ngồi ở phía trên một vị nghị viên toàn thân siết chặt, tiểu tử này xem náo nhiệt gì. Bất quá hắn mặc dù khẩn trương nhưng cũng không dám nói gì. Hai người nháy mắt đụng vào nhau, hứa mạc xuất đau, như trước vẫn là một đau chém, không có chút nào ngăn cản hứa mạc tiến lên chi thế. Khốn nạn, giết chết hắn khi nghị viên hét lớn một tiếng sắc mặt trở nên trắng xám những đại nhân vật này vậy bắt đầu rối loạn lên không còn bình tĩnh như vậy các ngươi xuống dưới chuẩn bị bắt tiến sĩ đối bên người người mở miệng nói ra toàn bộ sân thi đấu người lại bị một người cho chấn nhiếp mà lại tình huống bây giờ càng ngày càng không thích hợp hứa mặt thực lực để sân thi đấu hơi không khống chế được rồi hắn trở nên mạnh mẽ không ít cơ giáp vậy đi qua đi Y mộ mở miệng nói ra. Lập tức rất nhiều người trong đám người xuyên qua hướng xuống, hướng phía phía dưới sân thi đấu mà đi. Đám người chung quanh một trận bối rối, các đại nhân vật ra tay rồi sao? Bọn hắn muốn đối phó mặt giáp người. Sân thi đấu bên trên, hứa mặt trở thành tuyệt đối trung tâm. Tinh thần thi đấu tuyển thủ dự thi đều đứng tại chỗ nhìn xem, không người nào dám lộn xộn nữa rồi. Hứa mặt hướng phía một nơi phương hướng đi nhanh. Ở nơi đó, cây cùng Ashley hai người một trái một phải trận địa sẵn sàng. Mặt khác hai nơi phương hướng, Lâm Địch cùng chu vạn một người tay cầm song đao, một người khác cầm trường thương, vậy đồng dạng hướng phía cây cùng Ashley phương vị chạy đi, muốn chặn lại hứa mặt. Động thủ Cây cùng Ashley hai người nhìn chầm chầm đánh tới hứa mạc, thân thể vậy động. Hai người hướng phía hứa mặt chạy vội, Ashley bước chân đạp lên mặt đất, thân thể lăn không bay vọt lên, màu lửa đỏ chiến giáp bao khỏa thân thể, trong tay chiến đao chém ra một đạo hoa mỹ hồng mang, bổ về phía bên dưới không hứa mạc. Cái nguyên lực kiếm thì là từ phía dưới dết tới. Hai người lúc lên lúc xuống phối hợp ăn ý, đồng thời công về phía hứa mạc. Nhưng ngay tại bọn hắn tới gần thời điểm, một cổ cường đại trường năng lượng đồng thời tác dụng tại trên người của hai người, bọn hắn động tác đang thay đổi chậm. Cùng lúc đó, răng rắc tiếng vang truyền ra, điện quan du tẩu cùng hứa mạc thân thể, kèm ở hắn chiến đao phía trên. Giờ khắc này người mặc chiến giáp hứa mặt cực kỳ lộng lẫy, thân thể của hắn đồng dạng bay vọt lên, cùng Ashley thân thể cân bằng, từ trên hướng xuống chém ra một đao. Chiến đao trực tiếp đột phá Ashley đao, bổ vào nàng chiến giáp phía trên, thanh âm chói tai truyền ra, chiến giáp vậy mà phá, một đao trảm tại thân thể nàng phía trên. Thân thể của nàng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nặng nề té ngã trên đất. Hứa mặt đưa nàng đánh bay về sau, chiến đao thuận thế rơi xuống, trảm tại lại mặt cây nguyên lực trên thân kiếm. Phanh. Cây thân thể trực tiếp bị áp đảo, đầu gối uống lượng, trong tay nguyên lực kiếm rớt xuống đất. Hứa mặt thân thể hướng phía trước, chiến đao liên tục chém vết mà ra, nhanh như thiểm điện. Đao đao phá giáp, cây chiến giáp bay múa, hứa mặt một đao đâm vào thân thể của hắn, đem hắn thân thể trực tiếp đâm xuyên tới. Chiến đao đẩy cây thân thể lui về sau, đi tới Ashley trước người. Trong mũ giáp, cây khóe miệng không ngừng chảy máu, sắc mặt trắng bệt. Hứa mặt rút ra chiến đao, một đao trực tiếp cắm vào Ashley chiến giáp phá vỡ địa phương, đâm vào trong cơ thể của nàng. Ashley hoảng sợ nhìn xem đây hết thảy, có chút tuyệt vọng. Hai người liên thủ, lọc vào ngược sát. Quá mạnh mẽ. Sân thi đấu không người nào không rung động. Mặt giáp người tại tinh thần đấu trường, chiến đao nơi tay, vẫn như cũ vô địch. Đao đao trí mạng, giết chết spa hai vị đại nhân vật con cháu, bị hắn ngược sát. Lâm địch cùng chu vạn chạy đến, nhưng bọn hắn bước chân lại dừng lại. Chỉ thấy hứa mặt một cái tay lấy xuống cây mũ bảo hiểm, trong tay chiến đao đặt ở cổ họng của hắn trước. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng khẽ động, cây sẽ trở thành người chết. Buông hắn ra. Lâm địch đối hứa mặt mở miệng nói ra. Hứa mặt nhìn hắn một cái. Nói cái gì nói nhảm. Đều đi đến bước này, buông hắn ra, hứa mặt nhìn về phía những cái kia tinh thần thi đấu người dự thi đối cây nói, nói cho bọn hắn, bị các đại nhân vật chọn trúng sẽ là cái gì kết cục. hứa mặt thanh âm rất lớn, sân thi đấu bên trên người đều nhìn về phía bên này, bởi vậy nghe được hứa mặt thanh âm, trong bọn họ run sợ động bên dưới. bị các đại nhân vật chọn trúng, không phải có thể tiến về phía trên thế giới sao? hứa mặt lời nói, là có ý gì? Cây biết mình không sống nổi, hắn bị chiến đao đâm xuyên, vết thương không ngừng có máu tươi chảy ra, khóe miệng cũng là máu. Ngươi sẽ chết rất thảm. Cái lạnh như băng mở miệng nói ra. Suy. Hứa mặt chiến đao từ hắn yết hầu xẹt qua, máu tươi một chút xíu chảy xuôi mà ra, sau đó buông. Cây hai tay che lấy yết hầu, thân thể ngã xuống. Cây. Bên cạnh Ashley sắc mặt trắng bệt, thân thể run rẩy kịch liệt, ánh mắt bên trong viết đầy hoảng sợ. Hứa mặt đưa nàng nhấc lên, mặt hướng đám người, mở miệng nói. Người tới nói đi. Ashley nhìn xem cây câu quắp thân thể, nước mắt đều dọa đi ra. Tuyệt vọng, bất lực. Sân thi đấu mấy vạn người xem đều trái tim rung động. Một màn này, cùng bọn hắn ngược sát spa sao mà tương tự. Hứa mặt chiến đao phía dưới, bọn hắn vậy như sâu kiến bình thường cái này đến từ phía trên thế giới, đại nhân vật, giờ phút này vậy cảm nhận được tuyệt vọng đi. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 76 Chiến binh cô độc Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 76 Chiến binh cô độc 2022 05 31 tác giả Tịnh vô ngân chương 76 chiến binh cô độc vô số đạo ánh mắt nhìn về phía hứa mạc. Từng đạo thì thầm âm thanh lần lượt truyền ra, bọn hắn dần dần bắt đầu yên tĩnh, muốn biết sân thi đấu bên trên cụ thể chuyện gì xảy ra. Mặt giáp người bắt lấy cây cùng Ashley, tự hồ muốn để bọn hắn nói cái gì. Nhưng sân thi đấu quá lớn, bọn hắn nghe không được. Mặt giáp người dết vào sân thi đấu là vì cái gì? Đám người tự phát an tĩnh lại. Theo sân thi đấu an tĩnh lại, phía ngoài bạo loạn thanh âm thì là truyền vào lật đổ nghị viện phá hủy phòng thí nghiệm lật đổ nghị viện nghiêm trị nghị viên xong đi vào từng đạo thanh âm truyền vào trong sân đấu còn kèm theo kịch liệt tiếng nổ vang chuyện gì xảy ra sân thi đấu lòng người hoảng sợ động bên ngoài xảy ra bạo loạn bọn hắn trước đó coi là những âm thanh này là người bên ngoài tại vì tinh thần thi đấu hò hét nhưng mà cũng không phải là bọn hắn tại bạo loạn. Bên ngoài, xảy ra chuyện gì? Hứa mạc cũng nghe ra đến bên ngoài thanh âm, hắn ý thức được bên ngoài tại bạo động. Xem ra hắn tiến vào sân thi đấu về sau, bên ngoài cũng không bình tĩnh. Phát sinh trước mắt hết thảy là chính hứa mạc cũng không có dự liệu được. Hắn bản ý là giết chết lâm địch những người này, bắt lấy con tin rời đi. Nhưng tình thế bắt đầu hướng phía một phương khác hướng phát triển. Trên khán đài, những đại nhân vật kia vậy ý thức được xảy ra chuyện gì. Bất kể là bên trong vẫn là bên ngoài, đều ở đây mất khống chế. Thành ban hộ vệ đội đội trưởng Lôi Đình trở lại rồi, nói. Nghị trưởng tiên sinh, chư vị, người bên ngoài tại xung kích sân thi đấu, hộ vệ đội đã đến đủ, cơ giáp hạng nặng vậy đã vào chỗ. Y mộ đối người sau lưng nói. Tình thế hơi không khống chế được, chư vị trước về. Sân thi đấu người phụ trách chạy tới, mở miệng nói nghị trưởng ngoài thông đạo mặt bị ác ôn phá hỏng cần hỏa lực bảo hộ tài năng dết ra ngoài nơi này các đại nhân vật sắc mặt cũng đều thay đổi bên ngoài đến tột cùng chuyện gì xảy ra y tiên sinh không phải nói việc nhỏ sao có người đối y mộ chất vấn ta cũng ở nơi đây y mộ quét đối phương liếc mắt ánh mắt mang theo vài phần sát khí khiến cho đối phương thức thời ngậm miệng dù sao nơi này là thế giới ngầm y mộ mới là người cầm quyền. Bây giờ không phải là thảo luận điều này thời điểm. Tiến sĩ nhìn chầm chầm sân thi đấu phương hướng. Y mộ gật đầu, đối lôi định nói. Triệu tập một nhóm người tiến đến, bảo hộ các vị an toàn, điều vài khung cơ giáp hạng nặng từ thông đạo đi đến nhập sân thi đấu, thanh lý thông đạo. Vâng. Lôi đình gật đầu. Ác ôn trong tay có con tin, tiến sĩ nói xử lý như thế nào? Khi mộ nhìn về phía sân thi đấu đối tiến sĩ hỏi mở ra trong sân đấu bộ thông đạo nhường cho người đi vào trước trợ giúp lâm địch bọn hắn thanh trừ ác ôn bảo đảm con tin an toàn tiến sĩ mở miệng nói ra lâm địch cùng chu vạn bọn hắn đều là công ty người bên kia mà lại là trọng điểm bồi dưỡng lâm địch cùng ashley thân phận cũng không bình thường bọn hắn không thể chết nhưng tiến sĩ mình cũng biết rõ bây giờ Ashley rất nguy hiểm, sinh tử đã không phải là bọn hắn có thể khống chế rồi. Hắn đứng dậy, hướng phía phía dưới đi đến. Trong sân đấu, hứa mặt đem Ashley nhấc lên, lạnh như băng nói. Nói. Ashley khóc. Sợ quá khóc. Bọn hắn đến thế giới ngầm lịch luyện, cũng chỉ là khi dễ người khác. Cầm thế giới ngầm người luyện đao, luyện gan. Luyện kỹ thuật giết người đây là công ty tinh anh đều cần trải qua. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới bản thân sẽ trải nghiệm dạng này tuyệt vọng, trải nghiệm tử vong. Bụng của nàng máu tươi một mực tại chảy xuôi, cái vậy nằm trên mặt đất không ngừng chảy máu. Cái này đều đang nhắc nhở Ashley, nàng có thể sẽ chết. Chết ở sân thi đấu. Đừng có giết ta. Ashley khóc cầu xin tha thứ, run rẩy thanh âm nói. Tinh thần thi đấu được tuyển chọn người, sẽ bị đưa đi phòng thí nghiệm, Tiến hành ký ức thanh trừ, tẩy não, tiêm vào gian tiến hóa dịch, trở thành khôi lỗi, nô lệ. Không. Đây không phải là thật. Sân thi đấu bên trên, những cái kia tinh thần tuyển thủ nghe tới Ashley lời nói chỉ cảm thấy một trận tuyệt vọng. Thanh trừ ký ức, tẩy não. Trở thành nô lệ. Đây chính là bọn họ hy vọng. Bọn hắn phấn đấu mục tiêu. Quá chăm chọc, bọn hắn thế nhưng là thế giới nằm ưu tú nhất một nhóm người dết tới sân thi đấu chung cực quyết chiến. Nhưng vận mệnh lại là như thế trêu cợt bọn hắn. Ký sinh trùng, Alan, Steven. Trong sân đấu từng cái quát tháo phong vân danh tự, địa hạ thành ban quát tháo phong vân danh tự. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn trên khán đài người đông nghìn nghịt, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, phản phất không phân rõ chân thật vẫn là hư ảo. Bọn hắn nhìn xem vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó các đại nhân vật, cùng với vô số cái khuôn mặt hết thảy đều là hư ảo tất cả hy vọng đều là giả vì kia ác ôn nguyên thành ban hộ vệ đội đội trưởng nói là sự thật thế giới ngầm không có hy vọng cho dù là thành ban hộ vệ đội người cũng giống vậy không thể đi lên toàn bộ thế giới ngầm chính là một cái cự đại âm mưu bọn hắn nhìn thấy sân thi đấu chung quanh bị người vây lại chiến sĩ cơ giáp cũng xuống rồi bên ngoài đã phát sinh bạo loạn muốn lật đổ nghị viện như thế nào làm lựa chọn chính các ngươi quyết định. Hứa mặt đối tinh thần đấu trường đám người kia mở miệng nói ra. Ký sinh trùng trong bọn họ tâm kịch liệt dãy dụa lấy. Tự hồ, muốn làm một cái lựa chọn. Ta tận mắt thấy trước nghị trưởng thư ký bị bức tử, trước thành ban hộ vệ đội, đội đội trưởng bị truy nã bắt giữ, cho dù là bọn hắn đều lên không đi, các ngươi đang chờ những đại nhân vật kia bố thí. Hứa mặt tiếp tục mở miệng nói ra. Vận mệnh tại chính các ngươi trong tay hứa mặt lời nói phi thường có lực trùng kích. Trước nghị trưởng thư ký, trước thành ban hộ vệ đội đội trưởng đều là như thế. Bọn họ đâu? Nếu như đặt ở trước kia bọn hắn không nhất định sẽ tin tưởng, nhưng gần nhất hơn một năm phát sinh sự tình cùng với hôm nay phát sinh hết thảy, bọn hắn không thể không tin tưởng. Huống chi, hứa mặt cũng không có dạy Ashley nói thế nào, chỉ là nhường nạn nói ra chân tướng. Còn cần hoài nghi sao? Ánh mắt của bọn hắn chuyển hướng Lâm Địch bọn hắn, không cần muốn chết. Lâm Địch hai tay nắm chiến đao lạnh như băng uy hiếp được. Ta cam đoàn các ngươi có thể đi lên. Lúc này chỉ thấy một thanh âm truyền vào sân thi đấu. Sân thi đấu người ngẩng đầu nhìn về phía phía trên, tại nhất tới gần sân thi đấu vị trí, một đạo mang theo kính mắt trung niên thân ảnh đứng ở đó. Ta là tiến sĩ phòng thí nghiệm người phụ trách. Tiến sĩ đối sân thi đấu người mở miệng nói ta cam đoan các ngươi có thể lên bên trên thế giới. Thanh trừ ký ức sao? Có người nói. Không dùng. Tiến sĩ lắc đầu. Chúng ta như thế nào tin ngươi? Có người nghi ngờ. Các ngươi cần làm ra một lựa chọn, tin tưởng hắn, vì hắn nói, chính nghĩa mà chiến, cùng thành bang là địch, bị tiểu trừ, cùng với tin tưởng ta. Tiến sĩ thanh âm nói năng có khí phách, lần nữa đánh thẳng vào trong sân đấu nội tâm của ngươi trong bọn họ tâm tại kịch liệt giãy dụa tiến sĩ nói cũng không sai tin tưởng hứa mạc vì chính nghĩa mà chiến sau đó thì sao bị tiểu trừ bọn hắn phản kháng được không hoặc là tin tưởng tiến sĩ còn có một tuyến hy vọng bọn hắn giống như là bắt được sau cùng cây cỏ cứu mạng niềm tin sụp đổ để bọn hắn cảm giác tuyệt vọng nhưng bây giờ phản phất lại thấy được hy vọng hứa mạc nhìn xem những cái kia dao động đám người trong lòng cảm giác một trận bi ai quả nhiên chỉ cần có một tia hy vọng nhân loại liền nguyện ý tê liệt chính mình thế giới ngầm dân chúng như thế những này dết tới tinh thần thi đấu người đồng thời cũng là như thế những đại nhân vật kia đối với người nào đều là như thế hứa hẹn a à. nhân tính chính là như vậy bi ai trận này sân thi đấu dừng ở đây các ngươi tất cả mọi người thông qua tuyển chọn không phân xếp hạng tiếp xuống nhiệm vụ của các ngươi bắt lấy hắn đừng để hắn rời đi sân thi đấu tiến sĩ đối người bày mở miệng nói ra có người dao động bọn hắn nhấc chân lên hướng phía hứa mạc chỗ phương vị đi đến có người đầu tiên động lập tức ảnh hưởng đến những người khác bọn hắn sợ những người khác bắt được cơ hội bản thân bỏ lỡ không ít người đều động hướng phía hứa mạc vây lại ký sinh trùng nhìn xem đây hết thảy nội tâm của hắn còn tại dãy dụ lấy Tự hồ không có lựa chọn hắn bất quá là đáng thương ký sinh trùng ký sinh tại thế giới ngầm hắn không được chọn chỉ có thể thuận thế mà làm vô luận như thế nào trước sống qua hôm nay hắn đương nhiên biết rõ hứa mạc là đúng phòng thí nghiệm mẫn diệt nhân tính nhưng này lại như thế nào đúng sai vốn cũng không có ý nghĩa tại thế giới ngầm lương tri là cái gì vốn là không có hy vọng thế giới hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội lần này cơ hội cuối cùng. Cũng liền tại lúc này, phía dưới thông đạo mở ra, thành ban hộ vệ đội cùng với phòng thí nghiệm người đi rồi tiến đến, giờ súng lên nhắm ngay trong sân đấu ở giữa, đồng thời hướng phía trước đẩy tới. Sân thi đấu tuyển thủ, thành ban hộ vệ đội thành viên, đem sân thi đấu triệt để phong tỏa. Hứa mặt đứng tại sân thi đấu trung gian, giờ khắc này hắn lộ ra phá lệ cô độc. Hắn giống như là trong bóng tối kẻ độc hành, chỉ có một lời cô dũng. Sân thi đấu mấy vạn người nhìn xem hứa mạc, bọn hắn mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng đều cảm nhận được một cổ vẻ bi thương. Phản phất hắn, đang cùng toàn bộ thế giới là địch. Nhưng vừa rồi, những cái kia đặc biệt người mới là giết chóc người, bọn hắn giết chết ta. Mặt giáp người đến, là vì giết bọn hắn mà tới. Vì sao bây giờ, sân thi đấu tất cả mọi người, đều sẽ đau nhắm ngay mặt giáp người. Tự hồ, có chút bi ai. Một cổ bi thương cảm xúc tại lan Trang. Tại sân thi đấu kháng đài trung gian khu vực, có một nơi khu vực, nơi này tâm tình bi thương là cường liệt nhất. Tất cả mọi người không tự chủ được cảm nhận được mãnh liệt bi ai cảm xúc, thậm chí có cảm giác muốn rơi lệ. Bọn hắn trong lúc bất tri bất giác, bị ảnh hưởng rồi. Tại bọn họ trung gian, mi ngồi ở kia, nhìn xem hứa mạc thân ảnh cô độc. Lần này, hắn phản phất sau một năm trước còn muốn cô độc, không có người nào cùng hắn đứng chung một chỗ. Lấy nàng thân thể làm trung tâm, một cổ cường đại tinh thần lực hướng xung quanh phóng xạ mà ra. Mi bên cạnh, tương tự là một vị nữ tử, bị áo khoác bao vây lấy thân thể. Con mắt của nàng rất đẹp, nhưng giờ phút này lại hiện ra huyết sắc ánh sáng. Nàng muốn giết chóc, giết chết những cái kia đối phó hứa mặt người. Là era, các nàng hôm nay được an bài đi tới sân thi đấu, là bởi vì hứa mặt muốn tới sao? Trong sân đấu, hứa mặt vương tay, hắn không có lại muốn con tin, mà là trực tiếp cắt Ashley cổ họng. Ashley hai mắt trợn lên, trong mắt có nước mắt, tuyệt vọng ngã xuống. Nàng cuối cùng vẫn là chết ở nơi này. Giết chết Ashley hứa mặt nhìn về phía vây giết tiến lên đám người, trong ánh mắt của hắn lộ ra một vệt chăm chọc chi ý. Cũng không biết là chăm chọc người trước mắt, vẫn là chăm chọc thế giới này. Suy suy. Một cổ kinh khủng dòng điện lưu động giống như là từ trên trời giáng xuống, rơi vào hứa mạc trên thân. Lúc này hứa mạc giống như là đắm chìm trong thiểm điện bên trong, như lôi thần giống như. Hắn chiến đao, bộc phát ra sáng chói lôi đình chi quan. Chiến sao? Đánh đi! Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 77 Lên khung cảm nghĩ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com chương 77. Lên khung cảm nghĩ 2022 05 31 tác giả. Tịnh vô ngân chương 77. Lên khung cảm nghĩ hôm nay hai chương đã đổi mới, không điểm sẽ lên khung. Viết sách mười mấy năm, vẫn luôn là tại huyền huyển bên trong, chưa bao giờ như thế mỏi mệt qua, bất quá cũng may chậm rãi thích ứng tiết tấu. Quá khứ ba bản huyền huyển, đều là toàn chiếu trên mạng lửa tác phẩm. Lúc này chuyển hình khoa huyển, áp lực có thể nghĩ. Rất nhiều độc giả cũ đều là huyền huyễn độc giả, không có tiếp tục xem rồi. Mặc dù làm xong bắt đầu từ số không chuẩn bị, nhưng vẫn như cũ thừa nhận áp lực cực lớn. Bất quá cũng may không giấu vết tâm tính vẫn được, thành tích kém điểm thiếu chút nữa, dù sao hiện tại vậy không đói chết. Chỉ muốn thuần túy nghĩ viết xong cố sự này. Có người nói cái này rõ ràng không phải khoa huyển, thuần khoa huyển xác thực viết không đến, đích xác không có kia trình độ, bao nhiêu mang một ít huyền huyễn sắc thái. Nhưng muốn nói hoàn toàn không phải khoa huyễn, không dấu vết nhất định là không phục, trừ phi ngươi nói những cái kia mảng lớn cũng không tính là khoa huyễn, vậy ta cũng sẽ không nói gì đó. Đây là một cái tinh tế khoa huyễn cố sự, quyển thứ nhất cũng chỉ có thể xem như chương mở đầu đi. Chuyện xưa bối cảnh là chiến tranh giữa các hành tinh bộc phát sau thời đại. Đêm nay sẽ viết xong cái này chương mở đầu, để đại gia một lần nhìn cái dễ chịu cũng không nhiều lời gì đó, hy vọng đại gia có thể cổ động cho cái đặt mua, duy trì dưới chính bản, chính là đối không giấu vết cố gắng gõ chữ tốt nhất ủng hộ. Cảm ơn, cảm tạ. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 78 Sân thi đấu chết chóc Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 78 Sân thi đấu vết chóc 2022-06-01 tác giả. Tịnh vô ngân chương 78. Sân thi đấu vết chóc, cầu thủ đặt trước, sân thi đấu người nhìn thấy hứa mạc biến hóa trên người đều rung động. Đây là siêu phàm chi lực sao? Lâm địch mấy người cũng rốt cuộc biết Evanson là thế nào chết, khó trách có người nói thấy được dị tượng. Hắn tu hành nguyên lực, tiến hóa ra siêu năng lực. Hứa mạc thân thể động, hướng phía đám người chạy đi tay cầm chiến đao, lẻ loi một mình. Một đợt giết. Lâm địch mở miệng nói ra, hắn dẫn đầu động. Lập tức rất nhiều người đồng thời hướng phía hứa mạc vây quét quá khứ, từ khác nhau phương vị, đem hứa mạc vây vào giữa. Cho dù hắn thức tỉnh rồi siêu năng lực, làm sao đối kháng nhiều người như vậy? Tinh thần thi đấu sự, mỗi một vị tuyển thủ đều là cấp C thậm chí C, cấp bậc sức chiến đấu. Lâm địch cùng Chu vạn, sức chiến đấu tại cấp C phía trên song quyền nan địch tứ thủ, hứa mặt hẳn phải chết. Nhất là sau lưng hứa mặt người, bọn hắn sông ác nhất, không cần chính diện đối mặt hứa mặt, ở sau lưng hạ sát thủ. Chỉ cần người phía trước ngăn trở, bọn hắn liền có thể thừa cơ giết. Như là đã lựa chọn đứng đội, như vậy, tự nhiên phải có chỗ biểu hiện. Nếu không, bọn hắn lo lắng sau đó lọc vào những đại nhân vật kia thanh toán. Sân thi đấu bên trên tuyển thủ, tự hồ so trước đó càng thêm bán mạng, muốn đẩy hứa mạc vào chỗ chết. Tất cả công kích, đồng loạt hướng phía hứa mạc mà đi. Sân thi đấu bên trên, bị vây quét ở giữa đạo thân ảnh kia, tự hồ có chút đáng buồn. Không nên dạng này. Trên khán đài, Era nhìn thấy trong sân đấu hình tượng trong miệng phát ra một đạo bi thương thanh âm. Bọn hắn muốn giết chết hứa mạc. Trong mắt nàng hồng mang càng ngày càng mãnh liệt, bao khỏa thân thể nàng áo khoác bay thẳng ra ngoài nàng đứng dậy, sau lưng một đôi cánh xuất hiện, người chung quanh nhìn về phía nàng đều lộ ra sắc mặt khác thường. Là thành bang truy nã quái vật. Era ra bên cạnh, mi trên thân phóng thích ra một cổ cường đại tinh thần lực. Phiến khu vực này người giờ phút này đều lâm vào một loại tuyệt vọng trong bi thương, bọn hắn phản phất vậy thay vào đến hứa mạc lập trường, vì hứa mạc mà khó chịu. Thậm chí, trong đầu của bọn họ phản phất xuất hiện hình tượng hứa mặt mặt giáp tại trong bóng tối hình ảnh chiến đấu. Hắn không phải ác ôn, là dũng giả. Loại tâm tình này còn tại khuếch tán, ảnh hưởng sân thi đấu bên trên càng ngày càng nhiều người. Ừm. Những đại nhân vật kia thấy được bên này tình hình lộ ra một vệt dị sắc. Quái vật xuất hiện. Vậy mà vậy tiến vào sân thi đấu. Có người hướng phía bên kia hành động, chuẩn bị đi bắt mia cùng với Era. Trong sân đấu ở giữa, hứa mặt đối mặt đám người vây giết, cước bộ của hắn không có dừng chút nào dừng, vẫn như cũ lấy cực nhanh tốc độ hướng phía trước phóng đi. Đao và kiếm, trường thương, xiên xích, chiến phủ các loại vũ khí đồng thời hướng phía hắn chém giết tới, muốn đem hắn tại chỗ giết chết tại đây. Xuy suy, kinh khủng dòng điện oanh sát mà xuống, rơi vào tất cả mọi người trên thân. Mảnh không gian này nguyên lực tại bạo tẩu. Hứa mặt ánh mắt bên trong hiện ra đáng sợ ngân sắc quan mang, cường đại trường năng lượng ảnh hưởng mỗi người bọn hắn cảm giác mình động tác trở nên chậm chạp không nhận bản thân khống chế ánh mắt bên trong lóe qua ngoan ý dù vậy bọn hắn vẫn như cũ dùng hết lực lượng thẳng hướng hứa mạc muốn đem hắn tại chỗ giết chết giết chết hứa mạc là bọn hắn cơ hội duy nhất bắt lấy vận mệnh cơ hội tất cả mọi người công kích tại hứa mạc trong đầu phản phất thả chậm giống như hai đầu mang theo bén nhọn góc nhọn máy móc xiềng xích lấy lực lượng kinh khủng hướng phía hứa mặt đâm tới, hứa mặt vậy mà vẫn không có giảm tốc. Nhiên người tránh đi, xuất đao. Phóc thử. Máu tươi vẫy ra, một cái đầu lâu bay lên. Đao thế vẫn như cũ, chém ngang mà ra, bên phải một người vừa định đánh tới, bị hứa mặt thuần thế chém giết. Sân thi đấu trên kháng đại lộ ra phá lệ yên tĩnh, bọn hắn trái tim đều nhảy lên, vô cùng gấp gáp mắt thấy hứa mạc cấp tốc xuyên qua hướng phía trước trong tay hắn chiến đao tại cực ngắn mũi nháy mắt liên tục chém vết mà ra một mạch mà thành huyết vũ phiêu tán rơi rụng tại sân thi đấu bên trên thân thể của hắn xông tới thời điểm trên mặt đất xuất hiện năm thi thể bị hứa mạc tại chỗ chém vết bọn họ đều là tinh thần cấp tuyển thủ hô đám người song quyền không tự chủ được nắm chặt vết ra ngoài rồi hứa mặt phản phất chỉ ra rồi một đau, giết chết năm vị tinh thần cấp tuyển thủ. Đau của hắn quá nhanh, đau đau mất mạng, liên sát năm người xông ra trùng vây. Sân thi đấu, phản phất là hắn một người chiến trường. Nhìn xem cái kia ngã tại trong vũng máu thi thể, sân thi đấu bên trên những người khác sắc mặt đều trở nên phá lệ khó xử. Nhiều như vậy người vây giết, bị hắn trực tiếp giết ra ngoài, liên sát năm người. Hứa mặt quay người, con ngươi băng lãnh quét về phía những người khác, thân thể của hắn lại một lần nữa động. Nổ súng. Vây dết tới được thành ban hộ vệ đội thành viên đối hứa mạc xạ kích, năng lượng quan rơi trên người hứa mạc, tiêu hao hắn chiến giáp năng lượng. Hứa mạc thân thể cấp tốc phi nước đại, phóng tới trong sân đấu những người khác. Giờ phút này đối với sân thi đấu người mà nói, không có đường lui. Bọn hắn, đã lựa chọn con đường này, mang ý nghĩa cũng không có lựa chọn một đoàn người đồng thời hướng phía hứa mạc đánh tới ánh mắt bên trong đều lộ ra khát máu ánh sáng dết chóc dết hứa mạc là bọn hắn con đường duy nhất chỉ thấy có thân thể hai người lăng không bay vọt lên từ hứa mạc trên đỉnh đầu đánh tới tả hữu cùng với ngay phía trước đều có người đồng thời thẳng hướng hứa mạc nguyên lực thiểm điện lần nữa chém dết mà xuống rơi vào tất cả mọi người trên thân đắm chìm trong lôi đình quang mang phía dưới hứa mạc thân thể nhảy lên một cái chém thiểm điện đao quan xẹt qua không gian, hai người bay thẳng ra ngoài, ngã trong vũng máu. Hứa mạc trời xuống đất thời điểm chiến đao chém dết mà xuống, không sợ sinh tử. Phóc thử. Chính phía dưới mấy người bị trực tiếp tách rời ra đầu, nhưng cùng lúc có mấy đạo công kích đánh vào hứa mạc trên thân, đem hắn thân thể đánh bay ra ngoài. Thân thể ma sát mặt đất, thành ban hồ vệ đội người điên cuồng nổ súng xả kích. Người sống thấy hứa mạc đổ xuống, toàn bộ hướng phía hắn vọt tới, muốn đem hứa mặt giết chết tại chỗ. Hứa mặt chân đạp đất mặt, thân thể về sau tiếp tục trượt lui, cường đại tố chất thân thể khiến cho hắn trượt lên. Đúng lúc này có người giết tới đây, hắn chiến đao dơ lên đón đỡ phía trước, cùng đánh tới binh khí đụng vào nhau. Hơi nhúng chân, dòng điện rơi xuống, hứa mặt đem đối phương đẩy lui, sau đó chiến đao quét ngang mà ra, máu tươi phiêu tán rơi rụng. Nhưng là tại đồng thời, một cây thương lấy tốc độ khủng khiếp đánh tới chớp nhoáng, thẳng đâm về phía hứa mạc thân thể. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, hứa mạc thân thể bị đánh bay ra ngoài, bước chân liên tục lui lại mới đứng vững tới. Trên người chiến giáp năng lượng đã sắp tiêu hao hầu như không còn. Lại tiếp nhận công kích mãnh liệt lời nói, chiến giáp sợ là sẽ bị phá tan rồi. Chu vạn con mắt nhìn chầm chầm hứa mạc, lại còn có thế chiến. Sân thi đấu bên trên, người ngã xuống đã hơn phân nửa, khắp nơi đều là thi thể còn không chết sao? Rào chắn bên trên, tiến sĩ nhìn chầm chầm phía dưới sân thi đấu. Lại bị hắn giết chết nhiều người như vậy. Bất quá hắn cũng không thèm để ý những cái kia tuyển thủ dự thi chết sống. Lâm địch cùng chu vạn không có việc gì là được, hai người bọn họ thực lực rất mạnh. Bây giờ hứa mạc đã là nỏ mạnh hết đà, chiến giáp cũng mau phá vỡ, giết hắn cũng đủ rồi. Hứa mạc đứng dậy, chạy về phía lâm địch cùng chu vạn vị trí giết chết hắn. Lâm địch tay cầm song đao mở miệng nói. Hứa mạc đã giết điên rồi, mặc dù hắn cảm giác được hứa mạc đã tiêu hao rất lớn, nhưng là vẫn như cũ không định trực tiếp liều. Trước hết để cho những người khác mài chết hứa mạc, bọn hắn lại tiến hành sau cùng thu hoạch. Lâm địch cùng chu vạn đứng tại đám người đằng sau, những người khác chỉ có thể kiên trì hướng phía hứa mạc giết đi qua, bao quát ký sinh trùng cũng ở đây trong đám người. Bọn hắn trùng sát thời điểm nhìn thấy hứa mạc đánh tới, vậy mà sinh ra một cổ khiếp đảm chi ý. Khi người khoác chiến giáp tắm rửa ti chấp thân ảnh, hắn giống như là một tôn sát thân. Dết! Bọn hắn gầm thét một tiếng, giống như là cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Song phương tiếp xúc, hứa mạc thân thể vẫn như cũ vô cùng linh hoạt, tại bọn họ trong công kích xuyên qua, nhưng không có mảy may ngăn cản hắn tiến lên bộ pháp. Chiến đao liên tục xẹt qua, máu tươi vẩy ra mà ra. Một bước giết một người. Có công kích rơi vào trên người hắn nhận một cổ cường đại trường năng lượng ảnh hưởng, không có có thể rung chuyển hứa mạc. Nhưng bọn hắn, một kích chính là chết. Huyết vũ phiêu tán rơi rụng, lần lượt từng thân ảnh đổ xuống. Nương theo lấy một đạo thiểm điện đao quang xẹt qua, ký sinh trùng yết hầu bị cắt rồi. Thân thể của hắn ngã xuống, hai tay che lấy yết hầu giờ khắc này hắn cảm giác vận mệnh là như thế châm chọc. Hắn cuối cùng, vẫn là không sửa đổi được vận mệnh. Lựa chọn sai lầm rồi sao? Vô luận như thế nào lựa chọn, đều là một con đường chết đi. Đây chính là ký sinh trùng vận mệnh. Bi ai? Xuống dưới. Tiến sĩ nhìn thấy hứa mạc đại khai sát giới sắc mặt biến hóa. Hắn cảm thấy không thích hợp, cái này ác ôn phản phất càng đánh càng mạnh bên cạnh cơ giáp chần chừ một lúc, nhưng vẫn là bổ ra sân thi đấu rào trắng, sau đó hai chân bên dưới phun ra năng lượng quang, hướng phía trước dậm chân, bay vọt hướng xuống. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, sân thi đấu cũng vì đó mãnh liệt trung một cái. Mà lúc này, hứa mặt hướng phía chu vạn cùng lâm địch chạy đi. Chu vạn thấy được hứa mặt chạy tới, ánh mắt hắn nhìn chầm chầm hứa mạc trường thương trong tay phun ra nuốt vào lấy năng lượng ánh sáng. Ông! thân thể của hắn gia tốc mà đi, trường thương phá không, thẳng đâm về hứa mạc, giống như bôn lôi bình thường. Một cổ nguyên lực trường ảnh hưởng thương của hắn, chỉ thấy hứa mạc thân thể sát trường thương mà đi, lấy cực kỳ tinh diệu thân pháp hoàng mỹ tránh đi. Chu vạn muốn trường thương quét ngang, nhưng hứa mạc tựa hồ dự đoán được hắn động tác, chiến đao trực tiếp ma sát trường thương mặt bên, một đường hướng phía trước cắt tới, chiến đao cùng trường thương ma bắn ra hoa mỹ hỏa hoa. Suy chiến đao trảm tại chu vạn trên tay cầm súng thương rời tay chu vạn thân thể triệt thoái phía sau oanh chung quanh nguyên lực trường bạo đồng hứa mạc đắm chìm trong thiểm điện bên trong trong tay chiến đao vậy đồng dạng sinh ra từng đầu dây xích thiểm điện thân thể của hắn hướng phía trước chiến đao liên tục chém ra không có đao pháp nhưng mỗi một đao đều đủ nhanh đủ hung ác chiêu chiêu muốn mạng suy suy tiếng vang không ngừng chiến giáp bị phá ra chu vạn trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng Phóc thử chiến đao quét ngang mà qua chu vạn đầu lâu bay lên máu tươi vẫy ra mà ra chu vạn chết cả tòa sân thi đấu người dự thi cũng chỉ có lâm địch còn đứng lấy mà ở vừa rồi lâm địch vậy mà không có dám lên trước mới đưa đến chu vạn một người nghênh địch bị giết chết hiển nhiên lâm địch bị hứa mạc cường thế chấn nhiếp rồi trong sân đấu vô số người nhìn xem kia đứng tại trong sân đấu ở giữa thân ảnh. Trận này cuộc thi đấu, phản phất là mặt giáp người một người sân khấu. Hắn lấy sức một mình, dết rỗng sân thi đấu. Chỉ còn lại lâm địch rồi. Xa xa cơ giáp cầm đao hướng phía hứa mạc cao tốc trượt mà đi, phun trào ra năng lượng quan cơ giáp cao tốc trượt bên dưới tốc độ khủng bố. Cùng lúc đó, hứa mạc thân thể vậy động. Hắn hướng phía lâm địch dết tới. Cái cuối cùng. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 79 Mất khống chế, canh 2 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 79 Mất khống chế, canh 2 2022-06-01 tác giả Tịnh vô ngân chương 79 Mất khống chế, canh 2 Lâm địch nhìn chậm chậm cực tóc chạy vội mà đến thân ảnh, hắn đầu gối có chút uống lượng, tay cầm song đao. Từng đạo năng lượng quan bắn tại hứa mạc trên thân, sau lưng hắn, cơ giáp đồng dạng tại cao tốc chạy vội. Hứa mạc đã không căng được bao lâu, chỉ cần cơ giáp đuổi kịp, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm địch hắn không cần thắng, chỉ cần chèo chống một lát là được. Chính hắn vẫn chưa phát hiện, bây giờ hắn không chỉ không có chiến thắng hứa mạc tự tin thậm chí, liền đối chiến dũng khí đều mất mát, chỉ nghĩ chống đỡ một cái chớp mắt. Ông! Dòng điện lấp lánh, hứa mặt chiến đao phía trên vậy đồng dạng lưu động cường đại dòng điện, đồng tử của hắn bên trong ẩn chứa đáng sợ ngân sắc quan mang. Lúc này hứa mặt có chút mỏi mệt, thời gian dài hao phí tinh thần lực chiến đấu, đối với hắn tiêu hao là to lớn. Tinh thần lực tiêu hao sẽ dẫn đến mỏi mệt. Nhưng là, hắn cũng không có lựa chọn một cổ dòng điện trực tiếp rơi vào lâm địch trên thân hứa mạc còn chưa tới trường năng lượng liền hóa thành dòng điện tiến hành công kích cùng lúc đó lâm địch cả người đều ở vào kia cổ trường năng lượng bên trong hắn cảm thấy được thân thể của mình bị trói buộc mặc dù lấy thực lực của hắn đủ để phá vỡ trói buộc vẫn như cũ có thể hoàn thành hắn muốn làm động tác nhưng ở trạng thái chiến đấu bên dưới chỉ cần bị ảnh hưởng liền có thể là trí mạng hứa mặt thân thể hướng phía trước nghiêng, người khác đến. Đi nhanh hắn không có lưu lại cho mình đường lui, một đao đánh xuống, đao quang hóa thành thiểm điện, chém về phía lâm địch. Lâm địch hai tay cầm đao, giao nhau trước người, không có khe hở. Cứ như vậy, hứa mặt từ trên xuống dưới chém xuống chiến đao, tất nhiên muốn đụng phải hắn song đao. Hắn mơ tưởng trực tiếp phá vỡ. Lâm địch sẽ không cho hứa mặt cơ hội phá giáp. Phanh chiến đao cùng sông đao đụng vào nhau hứa mặt áp bách lấy sông đao khiến cho lâm địch bước chân không ngừng lui về sau suy suy âm thanh sắc nhọn chói tai truyền ra hứa mặt chiến đao bên trên lực lượng còn tại tăng cường tụ toàn bộ lực lượng tại một đao phía trên sông đao bị áp bách hướng xuống hứa mặt chiến đao ma sát lâm địch trên người chiến giáp cắt một cái khe dòng điện trực tiếp xâm nhập khiến cho lâm địch toàn thân tê liệt hai tay của hắn không còn lực chèo chống song đao buông xuống hứa mạc chiến đao liên tục chém vết mà ra trong nháy mắt đánh ra hơn 10 đao chiến giáp hóa thành mảnh vỡ bay múa lâm địch trên thân xuất hiện từng đạo vết máu nhưng hắn vẫn chưa có chết hứa mạc không có vết chết hắn hắn cần một người còn sống a à. một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra hứa mạc đao đâm vào lâm địch dưới bờ vai trực tiếp đâm xuyên đến liên tiếp người một đợt quay người, đem lâm địch chắn trước người hắn. Cơ giáp đến, to lớn cơ giáp chiến đao vừa định muốn đánh xuống, liền nhìn thấy hứa mạc cùng lâm địch thay đổi vị trí. Lâm địch đưa lưng về phía hắn, mà hứa mạc thì là trong rừng địch đằng sau. Bén nhọn tiếng cỏ sát chói tai truyền ra, cơ giáp cứng trắng thắng lại tiếng lên chi thế, to lớn chiến đao nâng tại không trung, không dám đánh xuống. bắt lại. sân thi đấu rung động nhìn trước mắt một màn mặt giáp người một người, giết lật toàn bộ sân thi đấu. Không còn một móng. Mạnh nhất lâm địch cùng chu vạn, một cái bị giết, một cái bị tóm. Nếu như không phải hắn cần một con tin, lâm địch vậy đồng dạng chết rồi. Địa hạ thành ban sân thi đấu tối cao cấp bậc tinh thần thi đấu, bị hắn một người giết cái úp sấp. Tiến sĩ sắc mặt cực kỳ khó coi, sân thi đấu phát sinh hết thảy là hắn không ngờ tới. Hắn vốn cho rằng, lâm địch mấy người bọn họ nhẹ nhõm có thể giải quyết hứa mạc. Huống chi, hắn còn để sân thi đấu những người khác một đợt giết. Nhưng mà, toàn bộ bị giết chết rồi. Tại hai tháng trước, hắn còn xa không có hiện tại thực lực, đối mặt Evan Sân một người cũng liền miễn cưỡng. Hai tháng này, thức tỉnh rồi sao? Răng rắc. Tiến sĩ song quyền nắm chặt, trong ánh mắt của hắn xuất hiện một vệt ngang ngược khí tức. Công ty xuống đến người, bị giết sạch cho dù là hắn, cũng không tốt bàn giao. Phanh. Đúng lúc này, cửa vào sân đấu phương hướng truyền ra tiếng vang kịch liệt, chỉ thấy một hàng thân ảnh bị đụng bay, sau đó rơi xuống trên mặt đất. Là thành ban hộ vệ đội người. Phanh, phanh. Tiếng vang kịch liệt lần lượt truyền ra, một chuyến thân ảnh vọt vào, sau lưng thành ban hộ vệ đội người vậy đi theo sông tới. Tiến sĩ ngẩng đầu nhìn chầm chầm bên kia, là ba đồ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra còn có cái khác gian chiến sĩ bọn họ là làm sao được thả ra ba đồ lại là làm sao trốn tới bên ngoài bạo động đám người vậy ào ào vọt vào hỗn loạn tưng bừng sân thi đấu vậy triệt để rối loạn đến tột cùng chuyện gì xảy ra hai bên trái phải chỗ cao chi địa truyền ra tiếng vang kịch liệt là cơ giáp hạng nặng đến oanh một tiếng vang thật lớn xông vào sân thi đấu đám người bị tạc bay, huyết vũ phiêu tán rơi rụng, ba đồ lão gia cũng bị chấn động đến hướng sân thi đấu phía dưới lăn đi. Tới gần khu vực kia quan chiến người đồng dạng cực kỳ thảm liệt. Ung ung khủng bố tiếng vang truyền ra, cơ giáp hạng nặng cùng với cơ giáp hộ vệ đều dết tiến đến. Ba đồ thân thể cao lớn bò lên, hắn đang tìm kiếm mia. Chỉ thấy kháng đại một nơi phương hướng, rất nhiều người đứng ở đằng xa xả kích. Era mở ra cánh bảo hộ lấy một thân ảnh, thân ảnh kia mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng ba đồ lão gia vẫn như cũ liếc mắt nhận ra được. Ba đồ lão gia hét lớn một tiếng, hướng phía bên kia phóng đi. Chỉ thấy Era mang theo mi thân thể phi nước đại, nàng hai cánh mở ra, vậy mà tại không trung lướt đi, hướng phía sân thi đấu phía dưới bay đi. Là thiên sứ sao? Người chung quanh nhìn thấy Era bay lên thầm nghĩ trong lòng. Bọn hắn đều bị mi cảm xúc lây nhiễm, trong mắt có nước mắt. Đây là thành bang truy nã quái vật. Nàng không phải quái vật. Càng giống là thiên sứ. Từ khác nhau phương vị xông tới đám người cũng nhìn thấy Era, bọn hắn biết rõ Era trải nghiệm đều rất đồng tình nàng. Nàng thật đẹp a, à. Lại bị thành bang truy nã, bức thành quái vật. Nàng là bị cái này ác độc thế giới từng bước một bức thành cái này dạng. Dù vậy, phòng thí nghiệm vẫn như cũ không chịu bỏ qua nàng, muốn cầm nàng làm thí nghiệm lật đổ nghị viện, phá hủy phòng thí nghiệm. Dân chúng phẫn nộ quát. Kháng đài một nơi phương hướng, y mộ đám người bị trọng binh thủ hộ lấy, hai bên đều có cơ giáp. Nhìn xem không ngừng tràn vào sân thi đấu đám người, bọn hắn biết rõ triệt để rối loạn. Trận này bạo động sau một năm trước hung mảnh quá nhiều. Đều điên rồi. Tiến sĩ vậy ý thức được tình thế mất khống chế. Bọn hắn tại sân thi đấu thời điểm, bên ngoài đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cái này giống như là một trận mưu đồ đã lâu bạo động, chính là vì chờ đợi một ngày này động thủ. ra mang theo mi rơi vào hứa mạc bên cạnh, ba đồ vậy hướng phía bên này băng băng mà tới, thân thể của hắn bay thẳng vọt mà xuống, một tiếng ầm vang tiếng vang, đem thành ban hộ vệ đội người đánh bay ra ngoài, vọt ra khỏi một lỗ hổng, đi tới hứa mạc bọn hắn bên này. Hứa mạc. Mi nhẹ giọng hô, trong mắt có nước mắt. Nàng mắt thấy hứa mạc cô độc mà chiến một người, tại sân thi đấu bên trên chiến đấu. Ê ra vậy đồng dạng nhìn xem hứa mạc, nhưng mia tại, nàng không có lên tiếng, chỉ là yên lặng ở một bên nhìn xem, trong mắt đồng dạng có nước mắt chảy trôi mà xuống. Nhưng nàng lại là mang theo nụ cười. Hứa mạc còn sống. Hứa mạc vừa rồi tại sân thi đấu hình ảnh chiến đấu, nàng đều nhìn ở trong mắt. Hứa mạc cũng rất cao hứng, hắn không có nghĩ đến có thể ở đây gặp được Era cùng Mia, các nàng đều tốt, không có bị phòng thí nghiệm mang đi ba đồ lão gia cũng tới chỉ bất quá cuộc bạo loạn này là hắn bất ngờ hắn chỉ là muốn giết mấy người mang người chất trời đi chỉ cần cầm súng một con tin hắn muốn đi cũng không khó hắn vốn là am hiểu tránh né nhưng tự hồ có một cổ thế lực khác hành động bọn hắn vậy lựa chọn hôm nay là ai đưa các ngươi tới không có thời gian ôn chuyện hứa mạc đối ERA ra cùng mi hỏi các nàng tại sao lại xuất hiện ở sân thi đấu? Ba đồ lão gia, ngươi là làm sao trốn tới? Hứa mặt lại hỏi. Phòng thí nghiệm bị thẩm thấu, có người thả ta, nói cho ta biết mi ở đây. Ba đồ lão gia mở miệng nói, không chỉ có thả hắn, trả lại cho hắn tiêm vào cái khác đồ vật. Hắn cảm giác, hắn sống không được bao lâu. Có người đem ta và Era đưa tới nơi này. Mi vậy mở miệng nói, nhưng không có nói ra là ai. Cái này dĩ nhiên không phải trùng hợp, mà là cố ý gây nên. Đây là một đợt âm mưu. Ba đồ lão gia, ra cùng Mia đều là âm mưu một bộ phận. Cũng là bạo loạn một bộ phận. Giống như thủy triều tràn vào đám người rất nhiều xông về phía dưới sân thi đấu, bọn hắn đem đám kia thành ban hộ vệ đội người vây, có không ít người tay cầm vũ khí. Hứa Mạc thậm chí nghe được rất nhiều người hô to mặt giáp người danh tự. Hứa Mạc không rõ xảy ra chuyện gì. Trước đó bên ngoài bạo động thời điểm, hắn tại sân thi đấu hình ảnh chiến đấu tất cả mọi người thấy được. Có người ở trong đám người nói cho tất cả mọi người, mặt giáp người chính là trước đó thành ban truy nã ác ôn. Nhưng hắn không phải ác ôn, là anh hùng. Hắn tại vì tự do mà chiến. Phản phất, hắn bị người cố ý tạo thành đấu sĩ, anh hùng. Thế là có thời khắc này một màn. Lúc này thành ban hộ vệ đội người vậy hoãn rồi, trận này bạo động đã hoàn toàn mất khống chế sợ là rất khó trấn áp rồi thức tỉnh rồi sao hứa mặt nhìn thấy điên cuồng xông tới đám người hôm nay thành bang thịnh hội vô số người đi lên khu phố tại dạng này một ngày kích động đám người xác thực cao minh bất quá không biết lại sẽ chết bao nhiêu người mia có chút cảm động đã trải qua một năm trước sự kiện nhìn thấy tất cả mọi người đang thức tỉnh nàng nhìn thấy hy vọng thế giới ngầm, sẽ nên đón Quang Minh sao? Hứa mặt không biết có thể hay không nên đón Quang Minh, nhưng hắn biết rõ hiện tại rất nguy hiểm. Cục diện triệt để mất khống chế. Bây giờ, trong tay con tin khả năng đều vô dụng rồi. Có âm thanh sắc nhọn chói tai truyền ra, là âm hưởng thiết bị. Ta là thành ban nghị viên nghị trưởng y mộ. Một đạo trang nghiêm thanh âm truyền ra, khiến cho tất cả mọi người nhìn về phía một nơi vị trí. Ở nơi đó, Thành ban các đại nhân vật nhìn chằm chằm bạo loạn đám người, y mộ đứng ở chính giữa, băng lạnh mở miệng nói: "Sở hữu thành ban hộ vệ đội cùng với đội chấp pháp thành viên nghe lệnh, hiện tại tuyên bố chấp hành thanh trừ bạo loạn nhiệm vụ, đối Sở hữu không rời khỏi sân thi đấu ác ôn, ngay tại chỗ giết chết." Cường thế. Đối với ác ôn, ngay tại chỗ giết chết. Tất cả mọi người đều được ác ôn. Tiến lên, bắt lấy hắn. Có người hét lớn: giết chết bọn hắn. Đám người vậy triệt để bạo nộ rồi, hướng phía bên kia phóng đi. Sở hữu cơ giáp cùng với nhân viên chiến đấu tiến vào trạng thái chiến đấu. Y mộ mở miệng nói ra, tại chỗ sở hữu nhân viên chiến đấu, đều cầm lên thương trong tay. Cơ giáp hạng nặng, đem hồng pháo nhắm ngay đám người. Dết. Y mộ hạ lệnh. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 80. ép danh sách. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 80. ép danh sách rút. Hứa mạc mở miệng nói ra, hắn cũng không muốn làm anh hùng. Một năm trước sự kiện, để hắn có bóng ma tâm lý. Hôm nay, tương tự là có người ở sau lưng trù hoạch cái này khởi sự kiện. Bây giờ tìm được mi cùng Era, cùng ba đồ lão gia tụ hợp, lưu tại nơi này cũng không có ý nghĩa, hôm nay lại không biết bao nhiêu người sẽ vì cái này lên bạo loạn hy sinh oanh cơ giáp hạng nặng khai hỏa đối xông vào sân thi đấu bạo động đám người tiến hành pháo oanh máu tươi phiêu tán rơi rụng tiếng kêu thảm thiết liên miên những cái kia tại trong sân đấu quan sát tinh thần thi đấu người thậm chí đến bây giờ cũng không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra bọn hắn chỉ biết phát động bạo loạn tất cả dân chúng đều vọt vào muốn lật đổ nghị viện cơ giáp hạng nặng tiếp tục khai hỏa, dân chúng lực lượng căn bản rung chuyển không được cơ giáp hạng nặng, không ngừng bị tàn sát. Dết. Tiến sĩ vậy từ khán đài rào trắng bên trên nhảy vào sân thi đấu, đối chiếc cơ giáp kia cùng với thành ban hộ vệ đội dưới người khiến đạo. Thành ban hộ vệ đội người điên cuồng khai hỏa, bắn dết những cái kia tràn vào sân thi đấu đám người. Cơ giáp vậy liền xông ra ngoài, to lớn chiến đao càng quét mà ra, huyết vũ phiêu tán rơi rụng thân thể máu thịt, như thế nào chống đỡ được cơ giáp vết chóc. Một màn trước mắt huyết tinh mà tàn nhẫn, đây là một trường vết chóc. Tiến sĩ từng bước một đi lên phía trước, hắn nhìn chậm chậm ba đồ cùng với những cái kia xông tới gian chiến sĩ. Những này gian chiến sĩ ánh mắt trống rỗng mà mờ mịt, bọn hắn đều mang mặt nạ, không biết mình là ai, tại sao lại xuất hiện ở đây. Ai thả các ngươi ra tới? Tiến sĩ nhìn chầm chầm bọn hắn băng lãnh mở miệng nói ra gian chiến sĩ là thế giới ngầm mục đích chỗ phòng thí nghiệm bồi dưỡng gian chiến sĩ thuộc về bí mật phần lớn đều sẽ bị đưa lên cho dù số ít lưu tại dưới đất cũng là không thể lộ ra ánh sáng những này gian chiến sĩ được thả ra chỉ có một khả năng phòng thí nghiệm cũng bị thẩm thấu trận này âm mưu đến tột cùng bố cục bao lâu vậy mà thẩm thấu đến từng cái địa phương phòng thí nghiệm xét duyệt cực kỳ nghiêm ngặt nhất là thành viên trọng yếu nhưng vậy mà cũng không có có thể may mắn thoát khỏi. Lâm Địch Tiến sĩ nhìn về phía bị hứa mạc cưỡng ép Lâm Địch, mở miệng nói. Ngươi là vì công ty hy sinh. Toàn bộ thế giới nằm mất khống chế, Lâm Địch cá nhân an nguy đã chẳng phải trọng yếu. So với Lâm Địch cá nhân chết, thế giới ngầm mất đi khống chế, hắn sẽ trả giá nghiêm trọng hơn hậu quả. Lâm Địch sắc mặt trắng bệch. Bỏ qua hắn sao? nghĩ đến đám người bọn họ đến thế giới ngầm lịch luyện khi đó bọn hắn cảm giác thư giãn thích ý chỉ là đem cái này xem như một trò chơi nhưng trận này trò chơi lại là càng náo càng lớn cho đến muốn mệnh của hắn hứa mặt trước đó liền dự cảm được tình thế hoàn toàn mất đi khống chế con tin đã không có ý nghĩa tồn tại rồi máu tươi từ lâm địch trên thân chảy xuôi mà ra trong mắt của hắn lộ ra mảnh liệt ý sợ hãi thân thể chậm rãi ngã xuống tê liệt trên mặt đất giờ khắc này hắn ánh mắt bên trong có mãnh liệt hối hận chi ý, hắn nghĩ tới rồi phía trên thời gian, nghĩ tới bản thân tốt đẹp tiền đồ. Nhưng tất cả những thứ này đều tan thành mây khói, hắn hối hận, hối hận đi tới dưới mặt đất. Bất quá rất nhanh, hắn liền mất đi tri giác, thân thể cũng không có động tĩnh. Hứa mạc, ta bị tiêm vào dược vật, đã sắp mất khống chế, sống không được bao lâu, ngươi dẫn các nàng đi. Ba đồ lão gia mở miệng nói ra hắn biết mình trạng thái, dược vật kích phát rồi tìm lực của hắn, sinh mệnh lực của hắn tại bị tiêu hao. Ba đồ lão gia biết rõ, bản thân không còn sống lâu nữa. Hắn hiện tại chỉ có một hy vọng, mia có thể sống rời đi. Ba ba. mi nghe tới ba đồ lão gia lời nói sắc mặt lập tức trở nên trắng xám. Ba ba bị tiêm vào dược vật sao? mi về sau bản thân chiếu cố tốt chính mình. Ba đồ lão gia quay người nhìn xem mi trong ánh mắt của hắn mang theo tinh hồng sắc quang mang Giống như một đầu như giả thú Nhưng lập tức liền như thế Mia vẫn như cũ có thể cảm nhận được cặp mắt kia bên trong nhu hòa Không Mia lắc đầu Đi Ba đồ lão gia đối hứa mặt rống lên một tiếng Hứa mặt biết rõ Hắn là cố ý Sợ bản thân không chịu rời đi Đi Hứa mặt đối Mia cùng E ra đạo Ba đồ lão gia quay người ánh mắt của hắn nhìn chầm chầm tiến sĩ. Hết thảy, đều là bái hắn ban tặng. Phòng thí nghiệm khống chế người, giết chết thê tử của hắn, đối mi tiến hành gian thí nghiệm. Bây giờ, hắn xuất hiện ở trước mặt mình. Oanh! Ba đồ lão gia hướng phía tiến sĩ vọt tới, kia cổ kinh khủng lực lượng đủ để khiến lòng người kinh lạnh mình. Tiến sĩ trong đồng tử lóe qua một vệt khác máu chi quan, thân thể của hắn đang biến hóa hai cánh tay của hắn tại sinh trưởng, hóa thành màu đen, càng ngày càng tráng kiện, giống như quái thú xuất tu giống như, giữ tận khủng bố, trở nên cực kỳ sắc bén. Thân thể của hắn cũng ở đây sinh trưởng, càng ngày càng cao. Tiến sĩ cả người, đều hóa thành màu đen, trở nên cực kỳ xấu xí, giữ tận khủng bố. Giống như là chân chính quái thú. Không ít dân chúng nhìn thấy tiến sĩ biến hóa bị giật mình. Đây mới thật sự là quái vật nguyên lai phòng thí nghiệm trưởng khống giả, hắn mới là quái vật. Hứa mặt nhìn chầm chầm tiến sĩ, đây là tiêm vào cái gì gian tiến hóa dịch. Vậy mà hình thái biến hóa kịch liệt như thế. Thời khắc này tiến sĩ, đã không thể xưng là loài người. Oanh! Ba đồ lão gia thân thể đến, quả đấm to lớn hướng phía tiến sĩ đập ra ngoài. Tiến sĩ thân thể nghiêng về phía trước, mọc ra kiếm đâm nắm đấm đồng dạng không chút do dự ném ra, cùng ba đồ lão gia nắm đấm đụng vào nhau. Suy. Máu tươi vẫy ra, chỉ thấy ba đồ lão gia trên nắm tay máu me đầm đìa, thân thể vậy hướng về sau trượt lui. Tiến sĩ con mắt như quái thú giống như hiện ra ánh sáng dết chóc. Toàn bộ đều phải chết. Hắn biết rõ ba đồ lão gia tiêm vào cũng không phải là phổ thông dược vật, mà là tiếp theo cấp bậc gian tiến hóa dịch, là cùng hóa. Loại này gian tiến hóa dịch sẽ thiêu đốt sinh mệnh, đánh mất lý trí, nhưng là sẽ đem tiềm lực thôi động đến mạnh nhất. Bất quá không thay đổi được cái gì, hắn rất sớm đã tiêm vào lại một cấp bậc gen tiến hóa dịch mà lại đã hấp thu tiêu hóa. Oanh! Thân thể của hắn hướng phía ba đồ lão gia chạy như điên, tốc độ càng nhanh, lực lượng cũng càng cuồng giả. Ba đồ lão gia đứng dậy, tinh hồng sắc quan mang càng ngày càng đáng sợ, hắn chết chết nhìn chầm chầm tiến sĩ, hướng phía đối phương đánh tới từng đạo va chạm kịch liệt tiếng vang truyền ra, ba đồ lão gia trên thân không ngừng xuất hiện vết máu. Hứa mặt cùng Era mang theo mi rút lui, nhưng cơ giáp lại cao tốc trực truy sát mà tới. Các ngươi rút lui trước. Hứa mặt quay người phóng tới cơ giáp, giống như là kiến càng lay cây giống như. Era quay người nhìn về phía hứa mặt, nàng vậy muốn xông qua hỗ trợ, nhưng mìa không có người bảo hộ. Cao tốc trượt mà đến cơ giáp to lớn chiến đao hướng phía hứa mặt chém vết mà xuống nếu là bị đánh trúng, hứa mặt sợ là chiến giáp sẽ trực tiếp phá vỡ, bị chiến đao chém giết. Hứa mặt thân thể đột nhiên ngã xuống đất, hướng phía cơ giáp hai chân sang bằng đi. Chính diện liều hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên lực trường toàn bộ tụ tập ở hai chân phía trên, sẽ hướng về phía cơ giáp hạ bàn, cơ giáp nhất chân mảnh đá ra. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, hứa mặt thân thể bị đánh bay ra ngoài, tại trong mũ giáp phun ra máu tươi nhưng hắn cũng thành công trượt chân cơ giáp một cái khác chân, cơ giáp hướng phía trước bổ nhào, trên mặt đất trượt. Hứa mạc Era nhìn về phía hứa mạc, chung quanh rất nhiều người hướng phía nàng cùng mia xông tới, không tách ra thương. Nàng chỉ có thể bảo hộ ở mia trước người. Lúc này những người kia cũng không dễ chịu, tâm tình của bọn hắn tựa hồ bị cực lớn ảnh hưởng. Mia tại phóng thích lấy bản thân cảm xúc. Nàng nhìn sân thi đấu dết chóc nhìn xem ba ba tại bị quái vật ngược sát, nhìn xem hứa mặt thụ thương ngã xuống đất, nhìn xem era ra vì bảo hộ nàng thụ thương. Một cổ mãnh liệt tinh thần lực từ trên người nàng lan tràn mà ra. Nàng tại có ý thức là phóng thích tinh thần lực. Trong ốc nàng xuất hiện rất nhiều hình tượng, mình bị chứa ở trong thùng hình tượng, khi còn bé ba ba mụ mụ hình ảnh chiến đấu, một năm trước bạo loạn thì giết chóc hình tượng. Có thể cảm nhận được sao? Mia ánh mắt bên trong hiện ra sáng chói ánh sáng, tinh thần lực phản phất ngưng vì năng lượng thể giống như thẩm thấu hướng chung quanh. Sự bi thương của nàng cảm xúc vậy mà ảnh hưởng đến trong sân đấu thành ban hộ vệ đội thành viên, bọn hắn vậy lâm vào cực độ bi thương cảm xúc ở trong. Thậm chí, bọn hắn thấy được Mia trong đầu những hình ảnh kia. Giống như là tinh thần tương hỗ nối liền với nhau. Mia tinh thần lực thâm nhập vào trong đầu của bọn hắn, ảnh hưởng tâm tình của bọn hắn bọn hắn rõ ràng cảm nhận được mia cảm thụ. Cái này hắc ám, tuyệt vọng, không có hy vọng, không có nhân quyền thế giới. Các ngươi đang vì ai mà chiến đấu? Trong đầu của bọn họ tự hồ có mi thanh âm. Vì ai mà chiến đấu? Có người cánh tay run rẩy, không tự chủ được buông xuống trong tay thương. Mà lại, buông xuống người càng đến càng nhiều, bọn hắn thậm chí xuất hiện cảm xúc phẫn nộ, đối thế giới ngầm phẫn nộ bọn họ đều là không thể đi lên kẻ đáng thương bọn hắn vì ai mà chiến những cái kia xông vào trong sân đấu gian chiến sĩ ông đầu lâm vào trong điên cuồng mi tinh thần lực vậy đồng dạng kích thích bọn hắn trong đầu của bọn họ xuất hiện từng đạo hình tượng những cái kia bị thanh trừ hình tượng lần nữa trong đầu hiện ra trong bọn họ có người là thành ban bên trong tinh anh nhân viên có người là sân thi đấu cao thủ cũng có người là tội phạm bọn hắn bị bắt đi bị khống chế tại dụng cụ trên đài, tiêm vào gen dược vật. Trong đầu từng màn là như thế khủng bố, bọn hắn nằm ở trong phòng thí nghiệm, những cái kia mặc áo trắng nhân viên thí nghiệm giống như là ác ma bình thường. Bọn hắn cảm nhận được sâu đậm tuyệt vọng, bất lực. Bọn hắn trong miệng phát ra phẫn nộ tiếng trống, tháo xuống mặt nạ của mình, tại điên cuồng phát tiết. Ta là nguyên thành ban hộ vệ đội chiến sĩ cơ giáp cơ linh, bọn hắn hứa hẹn đưa ta tiến về phía trên thế giới, nhưng ta biến thành vật thí nghiệm. Ta là nguyên đội chấp pháp phân đội trưởng, bọn hắn vậy hứa hẹn đưa ta đi phía trên, nhưng ta và người nhà đều trở thành thí nghiệm vật. Từng đạo tiếng trống giận dữ truyền ra, thành ban hộ vệ đội người đều cảm thấy mãnh liệt hơn tuyệt vọng. Còn có phẫn nộ. Đây là áp đảo lạc đà cuối cùng một cộng rơm. Chiến sĩ cơ giáp bò lên, nhưng hắn không có lấy chiến đao nhắm ngay hứa mạc. Hắn là thành ban hộ vệ đội tinh anh là chiến sĩ cơ giáp. Hắn tương lai có một ngày sẽ đi lên, sẽ có rộng lớn hơn thiên địa, tốt đẹp hơn tương lai. Đây hết thảy, nguyên lai cũng chỉ là bọn họ huyễn tượng mà thôi. Có một ngày, bọn hắn sẽ nằm ở phòng thí nghiệm, trở thành vật thí nghiệm. Hứa mặt đứng dậy, nhìn thấy chung quanh biến hóa. Hắn nhìn về phía Mi, giờ khắc này hắn có thể rõ ràng cảm thấy được mi chung quanh thân thể cường đại tinh thần lực. Thậm chí, hắn vậy cảm nhận được kia cổ mãnh liệt cảm xúc chỉ bất quá hắn tự thân tinh thần lực mạnh phi thường đủ để chống cự mi tinh thần lực ảnh hưởng nguyên lai đây mới là kẻ sau mạng đưa mi cùng ba đồ lão gia đến sân thi đấu nguyên nhân mà hắn xâm nhập là sự kiện lần này ngoài ý muốn đưa đến lửa cháy thêm dầu tác dụng hắn vậy minh bạch mi tim vào chính là gian tiến hóa dịch là tinh thần loại nhiều năm như vậy khả năng đã tiêu hóa hấp thu nhưng một mực không có bị kích thích kích phát. Lần này biến mất, rất có thể có người kích thích nàng, nhưng nàng nắm trong tay loại năng lực này. Mi tinh thần lực ảnh hưởng càng ngày càng nhiều người, thậm chí hướng phía sân thi đấu khán đài khuếch tán. Tiến sĩ lại một lần nữa đem ba đồ lão gia đánh bay ra ngoài, lúc này ba đồ lão gia đã là cái huyết nhân. Ép danh sách, số một vật thí nghiệm. Tiến sĩ nhìn chầm chầm mia, cắn trả sao? Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video